Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha từ ái của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì thời giờ này chúng con lại được đến với luật pháp của Đức Chúa Trời. Lời hằng sống của Đức Chúa Trời là lời cứu được linh hồn của chúng con. Và có đó chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thật lẽ thật, là đấng đã đến từ Đức Chúa Cha trong danh của Chúa Jesus Christ để dẫn dắt Hội Thánh của Chúa và trong các lẽ thật mầu nhiệm của lời Ngài. Xin giúp đỡ chúng con thời giờ có cần này, xin Ngài mở lỗ tai tâm linh chúng con để niêm phong lời giáo huấn của Chúa vào trong lòng chúng con. Ngài có mở trí chúng con để chúng con hiểu được ý nghĩa của luật pháp Ngài và có sức lực để chúng con làm theo trách nhiệm mà Chúa đã giao cho chúng con khi làm theo lời của Chúa. Thì Ngài có mệnh lệnh cho chúng con hay làm theo luật pháp của Ngài thì chúng con sẽ nhờ đó mà được sống. Lạy Chúa, Chí Thánh, xin giúp đỡ chúng con thời giờ có cần này vì Ngài biết đức tin mỗi người chúng con khác nhau. Do vậy, Chúa có quyền làm cho tất cả mọi người chúng con hiểu được lời của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ bàn ơn cho chính con để những ơn của Ngài có thể tôn cao lời của Chúa, giao giảng lời của Chúa cách rõ ràng, hầu cho người nghe cũng chính con nữa được ơn trong mặt Chúa vậy. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa toàn quyền dẫn dắt ban ơn cho Hội Thánh của Ngài thì giờ này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các lẽ thật trong sách Giăng bài 128. Chúa Giêsu là đấng chữa. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành. Và phần thứ 7, chiên của Chúa Giêsu sẽ biết Chúa Giêsu. Giao đoạn 10 câu 14, 15 chép: Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy. Ta vì chiên phó sự sống mình. Trong cuộc sống của loài người, tiêu chuẩn luôn luôn là một điều kiện mà mọi người đều yêu cầu cho công việc của chính mình phải đạt được, cũng như đối với những người khác sẽ làm cho chính mình. Tiêu chuẩn có thể sẽ không được nhắc đến trên môi miệng của người ta. Thậm chí nhiều người không nhận ra được điều người ta muốn đó được gọi là tiêu chuẩn. Hoặc người ta, hoặc thậm chí nhiều người không nói đến danh từ tiêu chuẩn. Thậm chí có những vùng quê người ta không biết tiêu chuẩn là gì. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày có sự đã định sẵn ở trong lòng người ta, trong tư tưởng người ta và thành luật bất thành văn. Đó là cứ tiêu chuẩn người ta phải đạt được trong sự thông công, trong sự làm việc, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Một nồi cơm ngon là một tiêu chuẩn chúng ta muốn đạt được cho chính mình. Bởi vì nó đem lại sự sống cho chúng ta. Nhất là khi chúng ta đến nhà hàng để ăn, chúng ta phải bỏ tiền ra để mua thực phẩm mà chúng ta mong muốn, thì nó phải có đạt được một cái tiêu chuẩn xứng đáng với đồng tiền chúng ta bỏ ra. Khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta đều bỏ tiền của mình ra để mua những cái sản phẩm phải đạt đúng được cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Có nhiều khi chúng ta không nghĩ đó là tiêu chuẩn, nhưng mà thực nó là tiêu chuẩn, nó là một cái chuẩn mực điều chúng ta mong muốn nó phải đạt được cho chúng ta. Các trường học, các trường đào tạo nhân sự, cán bộ kỹ thuật, cơ sở kinh doanh sản xuất, chế tạo các loại máy móc, nghĩa là tất cả mọi sự thuộc về là người đó đều cần các tiêu chuẩn phải được đặt ra và người ta phải nỗ lực làm cho đến đúng cái tiêu chuẩn đó, phải đạt bằng được tiêu chuẩn đó, hầu cho họ có thể có được những sản phẩm cho chính mình hoặc là những điều họ có nhu cầu. Cho dù loài người là bất toàn thì người ta cũng nhận thức được giá trị của tiêu chuẩn và người ta lập ra các phương pháp để làm thế nào đạt được tiêu chuẩn đó. Vì khi người ta đạt được tiêu chuẩn đó, đã được đặt ra rồi, thì chính cái tiêu chuẩn đó sẽ đem lại cho người ta ích lợi. Tất cả mọi sự đều cần có tiêu chuẩn. Nhạc công cũng phải có tiêu chuẩn. Khi người ta mệt rồi đó, có thể ù tai đó, không nghe được tiếng nhạc kỹ, thì người ta có bộ máy điện tử, có hệ thống số chuyển cho người ta, gảy đàn lên, đánh phím đàn, âm vang nó vào máy đó, nó chuyển cho người ta đúng hay không đúng. Đặc biệt mấy người thợ chỉnh piano đó, là ta có một cái gọi là doa âm thanh, tức là người ta đánh nó vào đó, người ta nghe tiếng nó chuẩn trước rồi, và thử cái phím đàn, người ta định được cái âm thanh đó, gọi là âm thoa, nó phát ra một cái âm thanh chuẩn cho người ta rồi, tai ta định rồi, người ta bắt đầu nghe. Hoặc là có những người đàn guitar chẳng hạn đó, thì khi mà cái piano được chuẩn rồi đó, thì người ta đánh cái phím chuẩn cho họ rồi, người ta đã chỉnh theo tiếng guitar cái dây đó cho đúng cái tiếng người ta vừa nghe để so sánh. Nếu như cả một cái dàn nhạc khoảng 20 cái violon mà lên dây không đúng, hoặc là guitar hoặc là công thuật phát mà lên dây không đúng, chúng ta nghe sẽ chóa, rất là buồn cười, nó chói nhau. Đó, khi người ta nấu cơm cũng vậy đó. Tiêu chuẩn chúng ta là gì?
gạo bằng nào. Nên khi ta nấu, ta chế tạo cái nồi đó, nó có cái vạch của nó là bao nhiêu cấp, tức là bao nhiêu cốc thì bao nhiêu nước, vạch của nó rồi. Đó là tiêu chuẩn mực thước. Và chúng ta có thể du di trên hay xuống một chút xíu tùy theo cái gạo cũ hay gạo mới mà chúng ta thêm hay là bớt ít nước mà thôi. Nhưng nó phải đạt được cái tiêu chuẩn đó. Khi chúng ta đến may quần áo, chúng ta phải có số đo. Người ta sẽ đo cho chúng ta theo đúng cái tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta có thể lấy áo người khác mặc cho mình mà gọi là vừa được. Cũng có thể như vậy, đi mua quần áo chúng ta có cái số đo của nó. Và khi người ta đi mua gạo, bỏ tiền ra rồi đó, thì sẽ có cái cân để đo chúng ta. Nếu chúng ta tính kilo, chúng ta phải trả tiền theo kilo. Nếu chúng ta mua tiền, thì người ta tính theo kilo để trả tiền. Đều có chuẩn mực của nó cả. Đó gọi là tiêu chuẩn. Tiếng Anh gọi là standard. Tiêu chuẩn đầu tiên mà loài người phải đạt được cũng là được chép xuống trong Kinh Thánh. Và tiêu chuẩn cao nhất và đầy đủ nhất cho sự sống của loài người đó là sự vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 đến 17 chép: Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai nghĩ ăn chắc sẽ chết. Chúng ta không thấy Kinh Thánh chép đây là tiêu chuẩn. Nhưng mà lời của Chúa là tiêu chuẩn của sự sống chúng ta. Chúa phán: Ngươi được tự do ăn mọi thứ cây trong vườn, nhưng riêng cái cây biết được thiện ác đó thì chưa hề ăn đến, vì một mai ăn chắc sẽ chết. Như vậy tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là sự sống bên đời, nhưng nếu vi phạm điều Chúa cấm thì chắc sẽ chết. Và đó là tiêu chuẩn đầu tiên, cũng là rất đầy đủ. Thì trong mạng lệnh này chúng ta không thấy Chúa đề cập đến tiêu chuẩn mà loài người phải làm được. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn là người chúng ta sống. Như vậy thì chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa để sống, nhưng không được vi phạm điều Chúa đã cấm. Trong bằng lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rõ tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn là người chúng ta đặt cho Ngài. Vì là người được Chúa tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời, không phải cho chúng ta. Chúng ta chưa hề có, chưa hề hiểu, thì chúng ta không có thể nào mà có thể là đề đạt với Chúa là hãy tạo nên tôi cả. Chúa tạo dựng chúng ta theo mục đích của Ngài, theo tiêu chuẩn của Ngài. Và Ngài tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của chính Ngài, bằng lời của Chúa. Nhiệm vụ chúng ta là quản trị công việc của tay Chúa làm trên đất này. Và bây giờ Chúa đã dựng đến chúng ta và Chúa phán: Ngươi được tự do ăn các thứ cây trong vườn, nhưng riêng cây biết được thiện ác thì không được phép ăn đến, vì nếu ăn chắc sẽ chết. Khi là người không vâng theo bằng lệnh của Đức Chúa Trời thì điều đó cũng có nghĩa là loài người đã không đạt được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Và khi người ta vi phạm tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, là người sẽ gánh hậu quả của sự sống cho chính mình, đó là sự chết. Đức Chúa Trời đã công bố tiêu chuẩn của sự sống dành cho loài người là loài người sẽ được sống nếu loài người không vi phạm điều Chúa đã phán. Và khi loài người vi phạm tiêu chuẩn dành cho sự sống thì loài người phải chết. Rất đơn giản, rất công bình. Adam đã không vâng theo tiếng phán của Đức Chúa Trời, như là nghe theo lời của vợ mình là Eva, mà ăn trái cây mà Đức Chúa Trời đã cấm ăn. Nên vì cớ đó mà người đã phạm tội và phải chết theo đúng như Đức Trời đã phán và lời Chúa là tiêu chuẩn. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17 đến 19 chép: Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Cho đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất xanh ra mà ăn. Đất sẽ xanh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi chán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mới có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Khi Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel, cũng như cho loài người chúng ta hết thảy, thì Đức Trời đã phán rõ về tiêu chuẩn này, dù chúng ta không thấy một chữ tiêu chuẩn nào ở trong đó cả. Đấy là bản tiếng Việt mà thôi. Nhưng mà trong bản tiếng Anh có chép tất cả 18 lần chữ tiêu chuẩn ở trong Kinh Thánh. Nhưng bản tiếng Việt đã bỏ chữ tiêu chuẩn và thay vào đó là cờ xí, ngọn cờ hay là biểu ngữ. Phục truyền luật đệ ký ở 28 câu 1 đến câu 2 chép: Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Chúng ta không thấy chữ tiêu chuẩn, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng có tiêu chuẩn rõ ràng. Tiêu chuẩn đó là gì? Chúng ta nếu đạt đúng tiêu chuẩn như lời Chúa phán đó là cẩn thận nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời và làm theo mọi điều đó ngày, đó là tiêu chuẩn. Thì sự báo trả cho tiêu chuẩn đó là phần thưởng. Ngày hôm nay khi chúng ta vào làm trong công sở,
nhất là nhà may hoặc là một số cái công nghiệp nhẹ đó, người ta khoán sản phẩm, mà mỗi sản phẩm đó phải đạt có một cái tiêu chuẩn, tức là kiểm nghiệm cái chất lượng đó. Thì nếu chúng ta đạt được đúng tiêu chuẩn đó, mức lương sẽ là như vậy. Nếu hụt tiêu chuẩn đó thì mức lương sẽ là như vậy. Tất cả mọi sự trong cuộc sống ta đều có tiêu chuẩn. Nhưng nếu ta không hiểu biết ý nghĩa giá trị của tiêu chuẩn, chúng ta sẽ khinh thường nó, không đạt được, chúng ta bị thất bại, chúng ta bị thiệt hại. Cũng theo phục truyền lời đời ký đoạn 28 này, thì câu 15 chép này: nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kiểm ngươi. Đức Trời đưa cho chúng ta thấy một cột mốc, một tiêu chuẩn rõ ràng. Một bên, nếu làm theo luật pháp của Đức Trời và theo tiếng phán của Chúa, đó là tiêu chuẩn, thì sẽ đạt được phước hạnh cho bàn cho. Và một bên, nếu chúng không làm theo tiêu chuẩn đó, thì sự rủa xả sẽ đến. Lời Chúa là tiêu chuẩn. Làm thế nào để đời người chúng ta có thể nhận biết được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho đời người? Hay nói một cách khác là tiêu chuẩn của sự sống của đời mà Đức Chúa Trời muốn là người chúng ta phải đạt được. Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời qua lời hàng sống của Chúa và làm theo. Thì bây giờ chúng ta sẽ hưởng được sự sống đời đời. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 4 đến câu 5 chép này: các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta, đặng nói theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va là đấng ban sự sống cho muôn loài. Mà muôn loài muốn được tiếp tục sống thì phải làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Và đó là tiêu chuẩn. Lời Đức Giê-hô-va là tiêu chuẩn cho sự sống và sự sống đời đời. Sự tuân theo mạng lệnh của Đức Trời nghĩa là theo ý muốn của Đức Trời. Thế nhưng không phải là bất cứ một công việc nào mà Đức Trời đã phán cho đời người mà người ta làm theo đó thì họ sẽ nhận được sự sống đời đời. Đây là điều đặc biệt chúng ta phải hiểu này. Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho loài người và Chúa phán hãy làm theo để nhờ nó mà được sống. Nhưng mà chúng ta phải làm theo trong sự hiểu biết. Còn nếu làm theo trong sự không hiểu biết thì chúng ta không được phần thưởng. Công việc của Chúa vẫn đạt được cho Ngài nhưng người đó không nhận được phần thưởng. Bởi vì người đó đã lợi dụng lời của Đức Trời mà làm theo điều Chúa không bảo người đó phải làm. Vì có những cái Chúa bảo chúng ta làm nhưng mà cho từng người làm, nhưng phải cho tất cả cùng làm. Nên không phải cứ lời của Chúa đã chép mà tôi có thể tự nhiên tôi ra tôi làm, tôi nói mà Chúa ban thưởng cho đâu. Chúng ta hãy xem hai sự dâng của tế lễ lên cho Đức Chúa Trời và hậu quả của hai việc này khác nhau. Sáng thế ký đoạn 4 câu 1 đến câu 7 chép: Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm và gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Loài người dâng lòng biết ơn của mình lên cho Đức Chúa Trời. Như vậy, Cain dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, Abel cũng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ nhận của lễ của một người mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng không phải cứ dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời mà là được nhận đâu. Chúng ta phải hiểu biết Đức Chúa Trời của chúng ta, và của lễ của chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời đại diện cho tấm lòng của chúng ta. Nếu chúng ta làm việc vì cớ luật pháp có chép mà lòng chúng ta không phục Đức Chúa Trời thì công việc chúng ta làm đó phí công. Vì Chúa Giê-hô-va phán: ta biết cha ta cũng như cha ta biết ta, vậy và chiên ta quen ta. Chứ quen đó chúng ta đọc trong bài trước là chữ biết. Chúa đã dựng chúng ta và chúng ta phải biết Ngài. Và chúng ta làm việc với Đức Chúa Trời thì phải hiểu biết ý nghĩa của lời Chúa và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải theo ý muốn của chúng ta. Cho dù công việc chúng ta làm đó là có luật pháp có chép, vậy thì chúng ta làm thế nào đó để chúng ta được phước? Chứ không phải làm rồi mà không được phước. Có những người làm còn bị phạt, có người làm rồi cũng bị bỏ. Tất cả mọi sự loài người có được trên trái đất này đều thuộc về Đức Chúa Trời. Vì loài người được Chúa tạo dựng lên bằng bụi đất, loài người sinh ra hai bàn tay trắng. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là toàn bộ trái đất này đều do Chúa dựng nên. Nên khi là người dựng nên thì muôn vật đã được dựng nên rồi. Loài người không dựng một cái gì trên trái đất này cả mà là Đức Chúa Trời làm. Như vậy loài người được sinh ra với hai bàn tay trắng. Trong khi đó, Đức Trời tạo nên muôn vật cho loài người được hưởng
và là người phải quản trị công việc của tay Chúa làm trên đất này, trồng vườn và giữ vườn. Vì thế cho nên khi là người chúng ta có dâng một của tế lễ nào đó lên cho Đức Chúa Trời đó, ấy là phải bày tỏ lòng biết ơn của mình lên cho Đức Chúa Trời. Phải dâng bằng tấm lòng, không phải dâng bằng vật chất hay vật hay là của lễ mà tính trước mặt Chúa được. Abel đã dâng một của lễ tốt nhất, không phải là các lễ vật được dâng lên cho Đức Chúa Trời, mà cái tấm lòng của Abel. Abel thực sự cảm tạ Chúa vì chính Ngài đã tạo lên muôn vật, và Abel làm công việc của người chăn chiên mà các con chiên đó Abel không tạo được ra. Đức Chúa Trời nhìn thấy cái tấm lòng của Abel lên, Ngài chấp nhận của lễ đó, và sự chấp nhận của lễ đó chứng tỏ rằng Ngài hài lòng với cái lễ vật đó. Còn của lễ của Cain thì Đức Chúa Trời không nhận. Bởi vì khi Cain dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời đó, muốn Đức Chúa Trời nhận của lễ của mình, là đây là của lễ tôi dâng cho Ngài, đó là sự sai lầm. Khi chúng ta dâng hiến bất cứ điều gì trong nhà của Chúa với tấm lòng biết ơn, với tấm lòng gây dựng nhà Chúa, thì Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được đó thì đừng nề hà số lượng chúng ta dâng hay là cái vật chúng ta dâng. Nếu có lòng dâng vào nhà Chúa được cảm động thì cái lòng chúng ta đã được Chúa chấm cho và Chúa ban phước cho. Còn nếu chúng ta dâng cố ý cho người ta biết rằng đây là tôi dâng cho Chúa nhiều này, của báu này, của quý này, thì cái tấm lòng chúng ta đó bị Đức Trời nhìn thấy và Ngài không nhận cho chúng ta. Dù chúng ta đã nộp, chúng ta đã mất, nhưng chúng ta không được ban phước lại. Nên là Chúa cân nhắc cái lòng của chúng ta. Trong bài này Chúa dạy chúng ta là phải hiểu biết Chúa của chúng ta. Chúng ta có được tất cả mọi sự đó đều đến từ Chúa. Vậy thì hãy lấy tất cả mọi sự chúng ta có để dâng lên cho Đức Chúa Trời bằng của lễ tạ ơn. Chúng ta xem lời Chúa phán gì khi người ta dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Lấy Vị Ký đoạn 19 câu 5 chép: khi các ngươi dâng của lễ thủ ân cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng một cách cho được nhậm. Làm thế nào dâng cho được nhậm? Khi chúng ta dâng hiến một phần mười, hay là chính xác là nộp thuế một phần mười cho Đức Chúa Trời, đừng tự hào về số tiền mình dâng là nhiều so với người khác. Cũng đừng mặc cảm vì cỡ mình dâng ít so với người khác. Cái chính là đó không phải là của lễ. Hành động chúng ta vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời mới là của lễ. Còn cái phong bì chúng ta dâng trong đó có chứa bao nhiêu tiền tương ứng phần mười của chúng ta đó là nhiệm vụ trách nhiệm ta phải dâng. Vì nếu ta không dâng đủ thì cho dù chúng ta có vui hát đến để nhà Chúa để dâng, chúng ta vẫn bị phạt, là bởi vì chúng ta ăn cắp của Đức Chúa Trời. Như khi chúng ta vui mừng dâng đúng một phần mười cho Chúa, và ta đến với tấm lòng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài có ban mọi sự cho con, đến giờ này con có để dâng cho Chúa đó nhờ ơn Ngài, với tấm lòng biết ơn thì chính cái lòng biết ơn đó là của lễ và chúng ta được nhận. Sự được nhận sẽ báo lại cho chúng ta một sự ban phước cho, như Chúa hứa là ta sẽ mở các kho báu ở trên trời đổ phước xuống cho chúng ta nữa, không đủ chỗ chứa. Vậy thì Chúa bảo ta hãy thử. Vì sao? Vì Ngài đứng thành tín. Còn nếu chúng ta dâng cho Chúa để cho người ta biết là tôi có dâng phần mười hoặc là tôi có dâng, thì điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói khi dâng không để cho tay tả biết tay hữu dâng. Chúng ta dâng bởi lòng trách nhiệm của mình, không cần ai làm chứng cho chúng ta cả. Bởi vì Chúa biết rõ tất cả mọi sự chúng ta. Chúng ta có dâng hay không dâng, Ngài biết rõ. Chúng ta dâng đủ hay không, Ngài biết rõ. Chúng ta có dâng bằng lòng biết ơn hay không, Ngài cũng biết rõ nữa. Vậy thì Chúa nói này, phải dâng một cách cho được nhậm. Còn nếu chúng ta dâng mà không được nhậm, chúng ta bị phí công. Vậy thì học cách tạ ơn Đức Chúa Trời để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Chúa, tôi được Chúa ban cho rất nhiều thứ. Và cái điều mà tôi làm đó là khi Chúa ban tôi bất cứ điều gì thì ngay lập tức tôi nhớ đến trách nhiệm của tôi làm theo ý Chúa. Và bởi đó Chúa ban phước cho tôi. Có nhiều người không hiểu. Nhưng mà tôi thì tôi hiểu rõ cái luật này và dâng cho sự vui mừng. Và khi Chúa ban cho mình điều gì đó, ngay lập tức tôi hiểu Chúa đã ban cho mình điều đó, có nghĩa là Chúa đã đứng thành tín, Ngài báo trả cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta nhận biết Ngài đang cai trị. Vậy thì tôi phải nhân nó lên bội phần làm lợi cho nước Chúa, hầu cho qua cái ơn mà Chúa ban cho tôi đó, tức là sự đầu tư của Chúa cho tôi, sự nuôi dưỡng của Chúa cho tôi đó, cũng như khi ban đầu đấy, Chúa tạo lên mọi vật rồi, Chúa đưa Adam vào trong vườn đó, Ngài ban phước cho đó, thì Adam phải làm trọn công việc Chúa giao cho, trồng vườn và giữ vườn, và tôi phải làm điều đó. Mà đó này, Chúa luôn luôn ban phước cho khi chúng ta làm việc trong sự vui mừng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng cố gắng làm mọi sự, bởi vì tôi biết sự vâng lời là của lễ tốt nhất. Có thể lúc đó tôi đã không hoàn thành được chính xác những gì mà tôi muốn, nhưng mà tôi có cố gắng làm theo ý Chúa bảo. Tôi không bị bắt phải làm, mà tôi tạ ơn Chúa vì đó là điều Chúa đã trao cho tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài có tín nhiệm tôi, Ngài có chọn tôi, Ngài có cho tôi một cơ hội để làm con cái của Ngài. Trong khi đó tôi được lấy ra từ đống rác của tội lỗi. Như vậy thì tôi tạ ơn Chúa. Lên Chúa ban sức cho tôi có thể làm được, tôi có thể chịu đựng được. Chúa chúng ta là đấng công bình. Nhiều khi chúng ta nói
Chúa là đấng công bình. Nhưng mà chúng ta đối xử với Chúa cách không công bình, không phải vì chúng ta không muốn làm điều sự công bình với Chúa đâu, nhưng vì chúng ta thiếu hiểu biết. Khi thiếu hiểu biết, chúng ta đối xử với Chúa không công bình mà không biết là mình làm sự không công bình. Chúa dạy chúng ta, chúng ta phải biết Ngài. Nếu chúng ta gọi chúng ta là chiên của Ngài thì phải biết Ngài như Chúa Giêsu biết Đức Chúa Cha vậy đó. Bởi vì Chúa đã ban lời của Ngài cho chúng ta rồi, để chúng ta đọc lời của Chúa để biết Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng ta đọc sách Nha Ca. Và trước khi chúng ta vào chương trình Thờ Phượng thì chị Bạch Tuyết có đến hỏi tôi một cái danh từ ở trong sách Nha Ca. Thì trong đó có các em thơm của con buôn, đoạn 3 câu 6. Người kia là ai? Ở từ đồng vắng đi lên giống như trụ khói sông bột dược và nhũ hương với đủ thứ hương của con buôn. Tới đây ngay. Chúng ta là con buôn, tôi là con buôn. Con buôn tức là biết tìm ở chỗ nào đó có hàng và biết tìm ở chỗ nào cần hàng để mua hàng chỗ này, bán hàng chỗ kia để làm lời. Chúng ta phải là con buôn để nhìn thấy lời văn tự của Chúa mà hiểu được để ban phát lời của Chúa cho nhân sự, nó chuyển thành lẽ thật. Buôn cho ai? Buôn cho Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một ví dụ về ba người. Chúa ban cho một người 5 tà lân, một người 2 tà lân, một người 1 tà lân. Và Chúa muốn chúng ta làm lợi ra. Tà lân bạc nói về ơn cho chúng ta hiểu được giá cứu chuộc của Đức Chúa Trời được thi hành qua Chúa Giêsu Christ. Bạc nói về sự cứu chuộc. Vậy thì chúng ta phải làm lợi nó ra bằng cái nào? Nếu tôi mệt không đi được hoặc là xa quá không được, tôi gửi email cho người ta bài đó để người ta giảng ra, tôi phân phát cho người ta khắp mọi nơi đấy để người ta giảng ra. Và tôi là con buôn, tôi không lấy lời về cho tôi lấy lời vào cho nước Đức Chúa Trời. Có rất nhiều tôi tớ của Chúa sẽ gặt hái những cái nơi mà tôi đã gieo qua các sách, các cái bài giảng đó, và còn gặt hái cho nước Đức Chúa Trời. Có thể tôi không thu lại tiền cho chính tôi, nhưng mà lợi cho nước Chúa. Và tôi là con buôn, vì tất cả mọi người chúng ta trong nước Chúa đều là con buôn. Ở trong nước Chúa buôn cái gì? Kinh Thánh chép đủ thứ hương. Hương đó là gì nhỉ? Đức Chúa Trời mang lệnh cho Môi-se chế tạo các hương liệu, có 4 loại hương liệu để chế tạo ra. Và tất cả điều đó là lời tiên tri, lẽ thật, luật pháp, giường mối, nguyên tắc. Đó là hương thơm. Bởi vì tất cả điều đó khi chúng ta công bố ra đó, người ta sẽ nhận được cái lẽ thật đó. Người ta nhờ lẽ thật đó mà người ta được giải phóng. Tôi nhớ một ngày kia khi tôi làm việc ở bên Hồng Kông, thì gỗ ở trên xà kia người ta phóng lao xuống không cẩn thận đó, vào đầu tôi té xỉu. Thì khi đưa đến bệnh viện đó, người ta đưa cái bông vào mũi tôi đó, cái mùi ammoniac, tỉnh ngay lập tức, hít một cái vào sốc ngay lập tức, tỉnh ngay. Có những hương vị khiến người ta tỉnh thức ra, nhưng có những mùi hương thì khiến người ta dịu và buồn ngủ đi. Nhưng có mùi hương khiến người ta tỉnh thức, khiến người ta cảnh giác. Có mùi hương thì khiến người ta được chữa lành, bởi vì nó vào trong bộ não chúng ta, kích thích các tuyến ở trong cơ thể chúng ta, tiết ra các chất hormone để giúp ta hoạt động tốt hơn. Lời của Chúa được gọi là hương thơm của Đấng Christ. Khi chúng ta đến với lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết ý nghĩa của lời Chúa. Tôi đang nói về buổi sáng hôm nay. Thì khi chúng ta nhìn vào lời Chúa, đừng nghĩ theo cách tầm thường, vì lời Chúa là thần linh và sự sống. Chúng ta phải hiểu theo cách của Chúa. Khi chúng ta nhìn vào lời Chúa, chúng ta dùng định kiến của kinh nghiệm xác thịt mình để hiểu nó, lập tức Chúa rời khỏi chúng ta. Ngươi tự hiểu đi. Nhưng nếu chúng ta nghĩ bằng, ồ hay quá, chùi, cái lời này không phải như vậy đâu. Nhưng mà ngay lập tức chúng ta tìm kiếm Chúa, Chúa biết ngay là mình không dùng cái trí khôn của xác thịt mình để hiểu lời Chúa nữa, mà dùng Thánh Linh Ngài đang tìm kiếm Ngài dò. Chúa biết điều đó rồi, Ngài cho chúng ta hiểu. Cho nên trong khi tôi đang giảng, Chúa bày tỏ cho tôi và tôi biết được, tôi cứ dùng đức tin của mình hiểu rằng Chúa muốn tôi giảng ra và tôi lập tức tôi giảng ra. Và con cái khi tôi đang giảng câu đó, Chúa nói là bài này con soạn, bây giờ con phải giảng như thế này. Tôi truyền ngay lập tức cho anh em. Như vậy thì theo luật pháp đã định về các của lễ thì nó có số lượng, hoặc là các của lễ chuộc tội thì tùy theo loại tội đó mà người ta phải dâng, hoặc là con chim bồ câu, hoặc là con chim cu đất, hoặc là con chiên, hoặc là con bò. Tùy theo loại tội mà luật pháp có định. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất không phải là cái con vật đó to hay nhỏ, nhưng nếu một người đã hiểu rõ được giá trị của luật pháp và mình vâng lời mà đem của lễ đến thì Chúa vẫn làm ơn cho, bởi vì Ngài muốn chúng ta sự vâng lời, vì sự của vâng lời là của lễ tốt nhất. Thực ra Đức Trời không cần của lễ của loài người, vì Đức Trời là thần, Ngài không dùng bất cứ điều gì ở rất đây cả, vì Ngài hằng hữu, Ngài hằng sống, Ngài không cần ăn uống, Ngài hằng sống. Nhưng Ngài tạo lên muôn vật đó để cho muôn vật được hưởng tình yêu của Ngài. Chứ sự không ai muốn luận Chúa mà Chúa tạo dựng nên để muôn vật được hưởng cái sự tốt lành của Chúa ban cho đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã lập ra các luật lệ đó để làm gì? Để qua đó mà loài người có cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình đối với Chúa. Và qua đó mà họ nhận biết Đức Chúa Trời là tốt lành. Thế gian không nhận biết Đức Chúa Trời bởi vì họ không dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Vì họ dâng cho ma quỷ nên họ bị tai họa.
Không có một cái điều nào xảy ra cho họ mà họ có thể cảm ơn cái bàn thờ đó cả. Đều là nợ không à. Nhưng mà khi chúng ta dâng của lễ trước Đức Chúa Trời với lòng biết ơn rằng cảm ơn Chúa, nhờ Ngài mà tôi mới được ban cho, thì chúng ta sẽ được Chúa ban phước lại, chúng ta có sự vui mừng vì Chúa báo trả công việc chúng ta, và chúng ta biết rõ điều đó. Ngài báo qua chiêm bao, báo qua khải tượng, báo cho công việc, và chúng ta nhận biết điều đó. Và Chúa muốn chúng ta nhận biết Ngài đang cai trị muôn vật. Vì Kinh Thánh có chép là nếu trên trời chẳng ban cho thì dưới đất này chẳng ai nhận được điều chi cả. Bởi cái đó Chúa ban luật pháp ra để cho chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn vào điều đó, chúng ta có nhu cầu. Hoặc là khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta nhìn biết nơi nào là nơi chúng ta đầu tư. Chúng ta nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài biết rõ điều đó, và Ngài là nơi chúng ta đầu tư. Và khi chúng ta nhận được rồi, chúng ta dâng tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dâng của lễ tạ ơn Đức Chúa Trời, đấy là chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời cai trị. Mà sự chúng ta có đó là đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta được ban thêm. Và những gì chúng ta đã dâng của lễ đại diện cho những gì mà chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Trời đó, thì những phần đó được bảo hiểm. Là bởi vì chúng ta biết đó là Chúa ban cho, mà nếu Chúa đã ban cho thì ma quỷ dám cướp không? Có rất nhiều người được phước cho ban cho nhưng không biết tạ ơn Chúa và ma quỷ cướp đi. Dù người ta làm bằng tại sao Chúa ban cho con bây giờ lại bị mất đi như vậy? Chúng ta phải biết gìn giữ nó. Sự gìn giữ đó không phải là khi nhận được rồi mới gìn giữ đâu, mà gìn giữ ngay khi chúng ta chưa nhận được. Kinh Thánh chép, trong khi chúng ta đứng cầu nguyện tin chắc điều mình muốn, ắt sẽ được ban cho. Vậy thì tôi phải biết giữ ngay khi tôi đang cầu xin. Tôi phải giữ tấm lòng của tôi trong sạch trước mặt Chúa, tôi không phạm tội, thì bây giờ Chúa sẽ ban phước lại cho tôi. Kinh Thánh chép, nếu ngươi cẩn thận làm theo tiếng phán Đức Giê-hô-va và làm theo mọi điều răn của Ngài thì nay là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên ngươi. Vậy thì tôi giữ từ khi nào? Trước khi tôi được nhận. Tôi giữ tấm lòng của tôi đi theo luật pháp của Chúa, tôi giữ trong sự nhận biết Đức Chúa Trời cai trị muôn vật, và tôi nhờ cậy Ngài, tôi đã giàu tất cả mọi sự rồi, hầu cho phước đến tôi có chỗ để. Còn ngày nay người ta là khi có nhu cầu rồi mới đặt vấn đề cầu xin, muộn rồi. Phải chờ. Và từ đó người đó phải làm mọi sự để chờ. Nhưng mà Chúa muốn ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Thánh Tín. Quả thật Đức Giê-hô-va là Đức Giê-hô-va Jireh. Nhưng mà chúng ta phải sắm sẵn nơi để Ngài Jireh cho chúng ta. Bằng cái nào? Hiểu biết công việc cai trị công bình của Chúa và làm theo mệnh lệnh của Ngài đi, thì chính Chúa sẽ ban lại điều chúng ta có cầu xin Ngài. Các môn đồ của Chúa đã theo Chúa Giê-xu trong suốt 3 năm. Và Chúa Giê-xu trước khi trở về thiên đàng, Ngài phán là bấy lâu nay các ngươi chưa cầu xin điều gì cả, bây giờ hãy cầu xin đi. Vì Chúa bảo từ bấy lâu nay các ngươi đi theo ta mà. Chúa nói vì các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thế ta, nên ta ban nước ta cho ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. Chúa Giê-xu đã ở với là người chúng ta 30 năm trước khi Ngài thêng chức vụ. Và đẹp lòng Đức Chúa Cha, đó là một cái thời gian Ngài đã sửa soạn cái nơi để sự di dê của Đức Giê-hô-va ban cho Ngài. Vì chúng ta đừng chờ đến khi có nhu cầu rồi mới sửa soạn mới cầu xin. Chúa nói, ngươi chưa cần cầu xin đâu. Nếu ngươi nhìn xa trông rộng đó, hãy sửa soạn lòng của mình, làm theo mọi sự mình phải làm theo một pháp của Chúa đi, thì đến khi ngươi mở miệng xin là ngươi có ngay lập tức. Thế chúng ta phải mở mang bờ cõi của mình trước bằng sự vâng lời và khải tượng của chúng ta ở trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mang lệnh cho vua Saul phải tận diệt dân Amalek, trong đó có Aga là vua của dân Amalek cùng tất cả súc vật thuộc về dân Amalek. Thế nhưng mà Saul đã chỉ diệt dân Amalek mà thôi, dùng thứ cho Aga là vua của dân Amalek và giữ lại những con vật súc vật tốt nhất, vì ông nghĩ rằng các của lễ mà người ta thường dâng lên trước Đức Chúa Trời đó sẽ nhờ đó mà đẹp lòng Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban phước cho. Đó là cách của ma quỷ, nó gieo vào lòng người ta. Bởi vì là người thường hay hối lộ, các quan trước kia thường thường hối lộ các quan cao hơn để được nâng mình lên. Kinh Thánh dạy chúng ta là của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí. Chúa chúng ta là đứng ban mọi sự cho chúng ta, Ngài đâu cần chúng ta phải hối lộ Ngài cái chi. Nhưng ma quỷ thì lừa người ta, và theo cái phong cách cũ của con người xác thịt ấy, là luôn có cái lễ vật là dâng lên để đẹp làm cấp trên của mình đó, để người ta sẽ nhờ vả được cái bậc bề trên của mình. Nên vua Saul đã để lại các con vật tốt nhất. Mà điều đó ngay từ trong dân Giu-đa làm điều đó. Mà Saul thì sợ dân Giu-đa không nghe theo lời mình nữa, nên bởi cái đó thì chấp nhận để cho dân làm điều đó. Khi dân Giu-đa dung thứ cái con vật đó đem cho về đó, đó là sự ích kỷ, đó là sự tham lam, đó là sự ăn cắp mà họ không biết họ ăn cắp. Họ ăn cắp ở chỗ nào? Họ lấy của kẻ thù nghịch để về dâng cho Đức Chúa Trời. Trong khi đó cái phần họ phải dâng đó là dâng của chính họ, chứ không phải lấy của người khác để dâng. Trong cái kỳ đó, trong cái tháng đó, trong cái mùa lễ đó, người ta phải dâng con này con kia đó, nhưng họ tiết kiệm được con của mình, lấy con của giặc đó để đưa lên cho Chúa đó, là ăn cắp của Chúa rồi. Ngài không đẹp lòng. Bởi cái đó Chúa phán trong luật pháp của Chúa này, tiền công của một con đĩ và giá của một con chó không được phép đem vào nhà Đức Giê-hô-va.
Chúa không nhận tất cả của lễ đó, vì đó không phải là của lễ, đó là sự ô uế. Nhưng bằng chính sức lực của mình làm ra để dâng lên Chúa Đức Chúa Trời với lòng biết ơn Ngài thì đó là của lễ thật, và Chúa ban phước cho cái vấn đề đó. Điều gì đã xảy ra cho vua Saul? Vì Đức Chúa Trời đã biết rõ cái điều vua Saul đã làm đó không đẹp lòng Ngài. Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 17 đến 26 chép: Samuel nói rằng, lúc ngươi còn nhỏ, tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Và Đức Giê-va đã sai ngươi đi mà rằng, hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cứ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sau-lơ đáp cùng Sa-mi-ên rằng, tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Sa-mi-ên nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng về của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tê lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự bừa nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cũng là hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sa-lơ đáp cùng Sa-mi-ên rằng, tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi thì tôi sẽ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-mi-ên nói cùng Sa-lơ rằng, ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, không để để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Lời của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn. Chúa đặt tiêu chuẩn ra để chúng ta làm theo, qua đó mà chúng ta chứng minh lòng thật của mình. Chúa là tôi có tin kính Ngài và tôi yêu Ngài. Chúng ta có thể không biết nói với Chúa nhiều lời qua sự cầu nguyện, hoặc không biết nói nhiều với điều tốt lành cho Chúa. Chúng ta còn cảm ơn Chúa thôi, còn chỉ biết cảm ơn Chúa mà thôi, không biết nói gì cả. Nhưng mà chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta được phước vì chúng ta vâng lời. Còn nếu Chúa sai một người nào đó đi làm công việc gì cho Ngài đó, khi người đó làm xong trở về rồi báo cáo với Chúa, chứ bà tốt lắm, người làm xong, người được nghỉ. Chúa Ngài không phải cảm ơn chúng ta, bởi vì đó là việc chúng ta đáng phải làm. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Ba không có vui vì cớ chúng ta vâng theo tiếng phán của Ngài mà dâng của tế lễ, vì đó là chứng minh rằng tôi tin Ngài là Chúa tôi. Công việc chúng ta làm là bằng chứng chúng ta tin Ngài và làm theo lời của Ngài, đó phải của lễ. Tất cả muôn vật phải làm đúng theo cái điều đã được chỉ định cho. Cái xe Honda nó phải chạy, phải nổ để chở người chủ của nó đi. Nếu nó không chở, không nổ, nó phải sửa chữa, tốn kém quá, người ta sẽ bán nó đi. Con chó được nuôi trong nhà, nó khi khách đến mà nó không biết chạy giam để sủa, để báo cho chủ nó biết, nó sẽ bị giết thịt. Tất cả mọi thứ chúng ta mua về, nó phải phục vụ chúng ta. Còn nếu nó không phục vụ, hoặc là ta bán cho đống nát, hoặc là chúng ta phá hủy nó đi. Chúng ta không phải cảm ơn tất cả mọi vật chúng ta đã mua nó về được. Cũng có thể như vậy. Chính Chúa đã dạy chúng ta là khi mà đầy tớ làm xong lệnh của chủ mình về, chủ có cảm ơn nó chăng? Chủ có bao giờ là mà ngươi hãy gửi đừng ngồi đây để ta dọn bàn cho ngươi ăn không? Không, trái lại, hãy đi dọn bàn cho ta để ta ăn, rồi sau đó ngươi ăn. Không phải vì cớ chúng ta vâng lời đến đây để thờ phượng Chúa rồi Chúa đã khen thưởng. Cái chính ấy là cái lòng chúng ta đến để thờ phượng Chúa thật. Sự thờ phượng thật không phải đến hát ngợi khen tôi mình Chúa, hay là đơn ca, hay là song ca, hay là tổ chức các chương trình thờ phượng, mà cái sự thờ phượng thật đó là đầu phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong lời của Chúa đã từng phán rằng, khi ngươi đến dân của lễ ta, cớ sao ngươi dày đạp hành lang ta? Dân Israel đã đến đền thờ để dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng mà chính họ vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. Vậy thì công việc của họ không phải là dâng của tế lễ đâu, họ không được nhận. Chúa ghét cái điều đó. Của tế lễ là đã định theo luật pháp, chúng ta phải làm theo để chứng minh rằng tôi tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nhìn thấy cái lòng. Chúng ta đến tượng của Chúa sự vui mừng hay là làm bầm? Đến ngồi nghe lời của Chúa có chế đại không? Hay là để lời Chúa sang một bên rồi mong chờ cái này, mong chờ cái kia? Tin tức này, tin tức kia. Chúa xem xét chúng ta. Nếu chúng ta quả thật biết Ngài, thì chúng ta sẽ tận hưởng được những sự tốt lành mà Chúa sẵn sàng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết Ngài, chúng ta sẽ tưởng là ô, Đức Giê-va không biết chuyện này đâu, Ngài bỏ qua mà, đây chuyện nhỏ mà, Ngài không giận mình đâu. Như vậy chúng ta không biết Ngài rồi. Chúa chúng ta là đấng tạo ra ánh sáng thật, sự sáng thật. Sự sáng không tin vì ai cả. Đấy là tờ giấy trắng, kia là ánh đèn.
Như vậy là khi tôi để một cái trang giấy bên này, nhưng tôi để cái tờ giấy trắng che ánh đèn, tôi không nhìn thấy chữ nữa. Bởi vì nó đã ngăn trở ánh đèn rồi. Bất cứ hành động nào ngăn trở sự sáng của Chúa, thì cái sự ngăn trở đó là mục tiêu bị tiêu diệt. Như vậy thì chúng ta đi theo Chúa phải biết Chúa. Có nhiều người ngày nay tự phụ cho rằng mình yêu Chúa, kính sợ Chúa, làm được cái việc này việc kia cho nhà Chúa. Chứ bảo là những việc ngươi làm cho ta, ta đãi ngộ ngươi cả rồi, ta không biết ơn ngươi. Nhưng nếu ngươi dùng tất cả điều đó để khoe mình thì ngươi sẽ chết. Chúng ta phải biết Chúa. Trong bài hôm nay chúng ta học là chúng ta là chiên của Chúa, phải biết Chúa. Và Chúa muốn chúng ta biết Ngài qua lời của Ngài. Vậy thì phải khôn ngoan, tỉnh thức để khi học lời Chúa phải biết ý nghĩa của lời Chúa để làm theo. Đức Trời sẽ nổi giận khi dân sự của Chúa vi phạm mạng lệnh của Ngài. Ngay cả khi họ dâng của tế lễ cho Ngài thì Đức Trời cũng nổi giận với họ, bởi người ta đã không nhận biết Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình. Nên người ta đã dùng những của lễ để che lấp những tội gian ác của họ như người trong thế gian vẫn làm. Ê-sai đoạn 1 câu 11 đến 20 có chép: Đức Giê-va phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có căn hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật lòng ta ghét những ngày trăng mới và các kỳ lễ của các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người quá buộc. Đức Giê-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, rồi tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, rồi đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Nhờ bằng các ngươi chẳng khứng vào bà nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm vì miệng Đức Giê-va đã phán. Lời Chúa là tiêu chuẩn, đã tiêu chuẩn đã đặt ra, không có sự thay đổi. Vậy thì chúng ta phải hiểu được luật này, là bất cứ điều gì đó cũng chú ý vào tiêu chuẩn, kẻo chúng ta không những là không được thưởng mà còn phải bị bồi thường. Làm ở trong nghề may đo, chỉ buồn bực một chút xíu, là lãng trí một chút xíu thôi, không chú ý vào công việc thôi, may hỏng may sai, thiệt hại của công ty, trừ phần thưởng, chúng ta bị thiệt hại. Trong tất cả mọi sự chúng ta phải hiểu biết công việc chúng ta làm. Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta để chúng ta chiều theo lời của Chúa mà làm. Không được cắt bỏ, phải chiều theo lời của Chúa. Có thời kỳ chúng ta làm như thế này, có thời kỳ chúng ta làm như thế này. Có cái điều thuộc về dân Israel làm theo sự thờ phượng thì được thay đổi, chúng ta không làm theo cách của họ. Nhưng song song với việc chúng ta làm, nhưng mà lại làm theo cách mới của Đức Thánh Linh mà thôi. Còn là pháp và con đường sự sống không thay đổi. Thì chúng ta phải hiểu rõ luật này và làm theo để đẹp ý Chúa. Ý muốn của Đức Chúa Trời chính là tiêu chuẩn của sự sống đời đời cho đời người chúng ta. Và chính Đức Chúa Trời đã tôn cao tiêu chuẩn của Ngài để giải cứu được chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Thế nhưng là người đã không chú ý đến tiêu chuẩn này. Bản Kinh Thánh tiếng Việt đã dùng chữ cờ xí, ngọn cờ để thay cho chữ tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Vì thế nên rất nhiều người Việt tin Chúa, ngay cả ca ngũ của mục sư không hề nói một tí gì về sự tiêu chuẩn của lời Chúa cả. Và chính bởi cái đó lên, có rất nhiều người đã giảng sai chật về ý nghĩa của chữ tiêu chuẩn, đáng ra phải giảng khác đi, nhưng họ lại giảng sai chật đi. Chúng ta xem Jeremy đoạn 50 câu 2 chép: Hãy rao, hãy bảo cho các nước và dựng cờ xí, hãy rao truyền đi, đừng có giấu, hãy nói rằng Babylon đã bị bắt lấy, bên bèn hổ thẹn, bên đầy hổ thẹn, Merodac bị kinh hãi, hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ. Đây là bản tiếng Việt. Bản ghi trên version chép câu 2 là như sau: Declare you among the nations and publish, and set up a standard, publish and conceal it not. Say Babylon is taken, Bel is confounded, Merodac is broken in peace, her idols are confounded, her image are broken in peace. Có nghĩa là hãy công bố giữa các dân và hãy tôn cao lên một tiêu chuẩn. Trong chữ tiêu chuẩn này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là ngọn cờ, biểu ngữ cho người ta trông thấy, nhìn thấy. Đừng có che giấu. Hãy nói Babylon đã bị bắt, thần của Babylon đã bị thất bại, Merodac đã bị tan ra từng mảnh, thần tượng của nó đã bị thất bại, hình tượng của nó cũng đã bị tan ra từng mảnh.
Mà tiếng Việt dùng cờ xí hoặc ngọn cờ. Chúng ta hãy xem lời Đức Trời sử dụng tiêu chuẩn của Ngài để hủy diệt kẻ thù nghịch như thế nào. Chúa Kế tôi nói, ở trong sách Dân Số Ký, Đức Trời đã mạng lệnh cho dân Israel là khi hành quân đó, phải hành quân theo tiêu chuẩn, theo ngọn cờ của mình. Mà chiếc ngọn cờ đó là tiêu chuẩn, mà bản tiếng Việt dùng cho hợp lý là ngọn cờ. Nhưng mà cái ngọn cờ của mỗi một chi phái đó có biểu tượng khác nhau. Và mỗi biểu tượng đó là cái tiêu chuẩn mà người dân của cái chi phái đó phải sống xứng đáng theo cái biểu tượng đó. Cờ của mỗi quốc gia đều mang biểu tượng của quốc gia đó. Thì bây giờ chúng ta đang xem ý nghĩa của chữ standard này, tức là tiêu chuẩn này được Đức Chúa Trời sử dụng để hủy diệt kẻ thù như thế nào. Bản Kinh Thánh tiếng Việt Esai đoạn 59 câu 19 chép, người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương Tây và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên, vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi thở Đức Giê-hô-va thổi dục. Đây là sự bản dịch này đã được dịch ra một bản là thiếu nguyên văn, sai chật, gây rất nhiều tranh cãi trong các trường thần đạo ở nước Mỹ. Bởi vì dịch không đúng, người ta đã tìm bản gốc và bản King James dần chép sát cái bản gốc như sau: So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Câu này có nghĩa là người ta sẽ kính sợ danh của Đức Giê-hô-va từ phương Tây và sự vinh hiển của Ngài dấy lên từ hướng mặt trời mọc. Khi kẻ thù nghịch sẽ kéo đến như nước lũ, thần của Đức Giê-hô-va sẽ tôn cao một tiêu chuẩn chống lại hắn. Đây là lời tiên tri của Đức Giê-hô-va đã phán trước về công việc mà con một Đức Trời đến để làm. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta tôn cao tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, kẻ thù nghịch không thể thắng được chúng ta. Tôi nhớ là chiêm bao Chúa ban cho tôi trước khi tôi chính thức hầu việc Chúa. Ở trong đêm đó tôi có một chiêm bao. Trong chiêm bao đó tôi lái một chiếc xe, có một chiếc xe chạy phía trước tôi, nó là chạy lạc đường. Tôi lao đuổi theo trong đêm như đó để cố tìm một cách để nháy cho người ta biết là sai đường rồi, đừng đi nữa. Còn nó chạy vượt qua đường cái, lao sang bên kia là nơi hoang mạc rồi. Tôi chạy đến giữa đường cái, tôi dừng lại, tôi không thể theo được. Và đèn pha tôi đang chiếu ở giữa đường cái như vậy đó. Tôi ra khỏi xe, tôi dùng đèn pin để tôi cố tìm người đó để dấu hiệu rằng hãy quay lại, đừng có đi nữa. Đúng lúc đó, một đàn chó sói vây quanh tôi, nó gầm gừ. Nhưng mà tôi đứng trước mũi xe của tôi và đèn pha của xe tôi chiếu rất sáng và chúng không thể lại gần tôi được vì nó không nhìn thấy tôi. Nó chói mắt, nó không nhìn thấy tôi cả. Tôi thức dậy, Chúa phán là con luôn luôn có đèn ở trong con. Phải có đèn sáng, kẻ thù không thể tấn công vào được, nó không thể nhìn thấy con được, nó chỉ thấy sự sáng mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng là lời Chúa dạy chúng ta, như thư tín của Giăng đây, nếu chúng ta ở trong đường sáng, cũng như chính Ngài là sự sáng thì chúng ta thông công cùng nhau và huyết của con Ngài làm sạch tội chúng ta. Chúng ta phải luôn ở trong sự sáng và phải tôn cao sự sáng. Có nhiều khi chúng ta sống với nhau bằng tình yêu của xác thịt mà không ta tôn cao lời của Đức Chúa Trời. Nể vì nhau rồi không dám tôn cao lời Chúa nữa. Có nhiều khi cái người đó lớn hơn mình, cao hơn mình, chức vụ cao hơn mình nể lắm, thế người đó làm sai nhưng không dám nói. Như vậy thì người đó sẽ bị phạt tội còn nặng hơn cái người kia, bởi vì người kia có thể là vì nó mù nên nó phạm tội, còn ngươi là người biết sự sáng mà không chỉ cho người ta đó, tức là người cố tình để người ta rơi vào tội ác, người ta sẽ chết, thì ngươi tội nặng hơn. Chúa dạy chúng ta phải tôn cao lời của Chúa, tôn cao sự sáng giữ chúng ta, sự sáng cứu người khác nữa. Đây là lời tiên tri mà Đức Trời đã phán qua môi miệng của tiên tri Esai nói về chức vụ của Chúa Giêsu. Và nói trước về chức vụ của các tôi, tớ Ngài sẽ thi hành chức vụ hợp với Đức Trời bằng quyền phép của Đức Thánh Linh. Và quyền phép Đức Thánh giúp chúng ta tôn cao tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh sẽ đưa chúng ta vào trong lời của Đức Chúa Trời để chúng ta được biết tiêu chuẩn của lời Chúa, để chúng ta được biết lẽ thật. Và chúng ta phải tôn cao lẽ thật. Và Ngài ban cho chúng ta một tiêu chuẩn. Chúa phán như thế nào? Ngài sẽ ban một cờ xí cho kẻ nào vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu thương của Chúa được giải thoát. Ngài tìm trong tất cả người chúng ta xem ai là người sẵn sàng tôn cao cái tiêu chuẩn này. Đừng phán xét tôi. Tôi tầm thường. Tôi có thể yếu đuối. Tôi bất toàn. Vì tất cả mọi người đều bất toàn cả. Cách này hay cách kia. Nhưng mà cái chính là tôi tôn cao tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Đừng phán xét rằng tôi chưa đạt được tiêu chuẩn đó. Con rắn bằng đồng được treo trên cây gậy thì người ta nhìn cây gậy hay nhìn con rắn? Nhìn con rắn. Chính vì con rắn nó rất cao đó, người ta nhìn vào đó theo luật pháp của Đức Chúa Trời mà cứu người ta đó, thì cây gậy có ai dám chặt không? Không. Tôi có thể ví như cây gậy. Cây gậy là được giữ vững là bởi vì để tôi tôn cao sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để những người đang tìm con đường trở về sự sống bên đời của Đức Chúa Trời đó sẽ gặp được tôi.
và tôi sẽ nói điều đó cho họ để họ được cứu. Và Chúa phán xét tôi, xác thì tôi có thể bị phán xét và nó không được phước này phước kia, nhưng mà tâm linh tôi được ban phước cho, bởi vì nó mặc dù xác thịt nó yếu đuối nhưng mà nó vẫn để xác thịt đó chịu phục để giảng luật pháp Đức Chúa Trời. Anh em phải hiểu điều này, đừng để ai chê quý vị vì không có bằng cấp cả. Khi quý vị giảng lời Chúa, người ta ở ngày học đến lớp mấy ra mà giảng không thành vấn đề. Tôi giảng vì thần của Chúa ngự trên tôi. Trong đêm chúng ta cần ánh sáng, chúng ta cần sỏ kim, tôi cần một làm điều gì đó, tìm gì đó, không cần cái đèn đó là bao nhiêu tiền, chế tạo từ đâu cả, miễn là nó soi sáng. Chúng ta không nhìn vào cái đèn nó chế tạo đâu cả, nó soi sáng ở quý quá, nó ánh sáng là tốt quá, chúng ta cần đến nó, chúng ta quý trọng nó. Cái chính là tiêu chuẩn của lời Chúa phải được tôn cao. Chúng ta nhớ câu chuyện khi Chúa Giêsu chịu báp têm tại sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít, thần của Đức Giê-va ngự trên ngài khi ngài từ dưới nước trở lên, và bây giờ ngài để Đức Thánh Linh đem ngài vào nơi đồng vắng, và tại đây ngài chịu cám dỗ, chịu thử thách, và đến ngày thứ 40 ngài đói, quỷ cám dỗ đến cám dỗ ngài. Và bây giờ chúng ta xem Chúa Giê-su đã dùng điều gì để thắng Sa-tăng. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 đến 11 chép: bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-su đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-su đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sao nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem ngài vào thành nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giê-su phán: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ đã đem ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thở lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng nói rằng: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có tiên sứ đến gần ngài mà hầu việc ngài. Tiêu chuẩn cuối cùng cao nhất tất cả là gì? Ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Đó là tiêu chuẩn cao nhất. Ma quỷ hí hửng lắm, Chúa đói rồi, bây giờ mà đưa đến đồ ăn, kích thích về đồ ăn, cho ngài nghe về đồ ăn, ngài chắc ngài sẽ làm điều này được kia. Ma quỷ luôn luôn đưa chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta cần nhất. Nó đợi khi chúng ta cần nhất, cái thời gian mà gấp rút nhất, chúng ta cần điều này, cần điều kia đó để cám dỗ. Chúa có biết điều chúng ta cần không? Ngài biết. Ngài biết rõ điều đó. Mà thường chúng ta hay chạy trước Chúa vì quá lo, vì không đủ tin, vì ma quỷ nó lừa rằng cái này thì chắc là mày không nhận được đâu, Chúa không ban cho mày cái này đâu. Nên chúng ta thường sử dụng trí khôn của mình, sức riêng của mình, tính toán riêng mình để làm. Và chúng ta quên rằng Chúa chúng ta yêu chúng ta vô cùng, vì Ngài là cha của chúng ta là con của Ngài. Ngài muốn thế gian nhận biết Ngài qua chúng ta, không chỉ bằng lời nói mà bằng kinh tế, tài chính, sự giàu có, sự thịnh vượng và sắc đẹp của chúng ta nữa. Ngài muốn làm điều đó. Nhưng mà Ngài là đấng công bình, nên Chúa muốn chúng ta biết Ngài để làm theo lời của Ngài, hầu cho Ngài hợp pháp ban cho chúng ta. Ngài không tìm với ai cả. Tôi được Chúa nuôi sống không phải bởi cái dạng bộ ngoại của tôi hay là công việc tôi làm nhiều hay ít. Cái chính là bất cứ khi nào tôi mở miệng ra thì lời Chúa được tôn chảy ra. Bất cứ khi nào tôi mở miệng là tôi tôn cao luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng ma quỷ thì dùng con người thay đổi là anh thế này, anh thế kia. Mà tại sao anh đứng giảng? Chúa chọn Môi-se trở về là người lãnh đạo dẫn Israel ra khỏi Ê-tô, trong khi miệng Môi-se ngập ngừng phải có người giúp đỡ. Nhưng mà Chúa chọn Môi-se, có phải vì Môi-se hoàn hảo không? Không, vì Ngài chọn, vì chúng ta là công cụ của Ngài. Tôi là công cụ của Chúa, đừng chà đạp tôi. Tôi là công cụ của Chúa, không ai quyền chà đạp tôi cả. Chúa là đấng cai trị tôi. Ngài khiến tôi sống để tôi công bố lời của Đức Chúa Trời. Dù Ngài biết tôi yếu đuối và bất toàn, nhưng mà vì tôi dám đứng lời, giảng lời Chúa, Ngài giữ. Có rất nhiều vật mà chúng ta thấy này. Người đời có câu là vật thì khinh, nhưng mà hình thì trọng. Có vật chúng ta nhìn thấy khinh nó, nhưng mà khi chúng ta bị trục trặc, tôi cần tìm nó, bây giờ biết là nó là quý. Cái đinh 10 phân nó quý lắm, nhưng mà chúng ta thấy nó bình thường quá, bây giờ nhiều quá thôi. Nhưng mà khi xe chúng ta bị lông cái trục, tôi cần cái chốt, nó là cái vật tốt. Khi chúng ta vào trong phòng tắm mặc, cái đinh nó rụng mất rồi, bây giờ thế là
Mình biết thế mình ra nhặt cái đinh ngoài đường cho xong rồi. Mình nhìn thấy đó rồi định nhặt rồi nhưng mà vội quá đi. Giá như mình nhặt lúc đó, bây giờ mình có cái đinh để mình đóng, mình treo cái áo lên rồi. Thấy chưa nào? Đối với Đức Chúa Trời, cái gì Chúa tạo dựng nên đều có tác dụng hết. Thì chúng ta đừng để bất cứ người nào trà đạp chúng ta. Chúng ta phải sống để nhận biết Chúa. Nên Chúa Giêsu đã phán này, và sự sống ở đời là nhìn biết Cha. Là Đức Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha trời. Chưa biết đó là gì? Chúng ta đã học bài tuần trước rồi. Phải biết ý của Ngài, biết sự cai trị của Ngài, biết cách làm việc của Ngài, và chúng ta là người thi hành công việc đó. Phải biết ý của Chúa. Mà thế gian ngày hôm nay nó khiến cho người ta không biết lời Đức Trời. Nó bịa ra đủ thứ. Ô, chỉ có biết tình yêu thương mà không biết là pháp của Đức Trời. Mà không biết là pháp của Đức Trời thì làm sao biết Chúa cai trị như thế nào? Vì bất cứ một quốc gia nào đó đều cai trị qua luật pháp, qua hiến pháp cả. Mà nếu bỏ hiến pháp, bỏ luật pháp thì giống như là Somali đấy, không có luật pháp bên đó, đó. Tất cả đều làm cướp được cả. Có một tiêu chuẩn phải được tôn cao cho tất cả mọi thời đại, đó là lời của Đức Chúa Trời phải được tôn cao, và đó là ý muốn Đức Chúa Trời. Như lời Chúa có chép ở trong Thi Thiên 138 câu 1 đến câu 5: Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thánh Chúa. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, dục lòng tôi mạnh mẽ. Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối Đức Giê-hô-va vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. Chúa khiến cho lời của Ngài được tôn cao hơn cả danh thánh Ngài. Và đó là việc chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu đây là điều chúng ta phải làm. Điều này được chép ở trong sách Thi Thiên, không phải trong thời kỳ của gọi là Tân Ước. Các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài vì họ đã được nghe những lời này. Sẽ có một thời kỳ mà các vua thế gian sẽ đến gặp chúng ta, những người thuộc về Chúa, để nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã từng gặp những người đấy này. Anh ơi, những sự kiện này đang xảy ra trong cái đất nước này đó, thì Kinh Thánh có chép gì về nó không? Tôi giải nghĩa cho họ, có chép trước rồi. Qua lời của Chúa chúng ta nhận biết mọi sự đang xảy ra, và chỉ cho các vua biết phải làm gì để được sống. Chúa Giêsu biết rõ Đức Chúa Cha, và Ngài biết rõ điều Đức Chúa Cha muốn là người làm theo ý muốn của Ngài. Vì ý muốn của Đức Trời là ý tưởng bình an, không phải tai họa, hầu cho được người có sự trông cậy. Như lời Chúa chép trong sách Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 đến 14: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được, khi ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm lại các ngươi từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Hết thảy mọi người chúng ta đã từng ở trong tội lỗi, tôi mọi cho tội lỗi, chúng ta mất đi rất nhiều sự vinh hiển mà Chúa đã ban cho chúng ta từ lúc ban đầu bởi tội lỗi của Adam. Nhưng mà Chúa phán là nếu chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng, Ngài sẽ cho chúng ta gặp Ngài, và Ngài sẽ cho chúng ta được lấy lại những gì chúng ta đã bị mất. Sức khỏe ư, sự giàu có ư, sắc đẹp ư, tất cả mọi sự chúng ta đã bị mất vì cớ tội đó sẽ được đem trở lại cho chúng ta nếu chúng ta tìm được Ngài. Ngài phán là Ngài không giấu, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và các ngươi sẽ gặp được. Và Chúa hứa là Ngài sẽ đem những phu tù các ngươi trở về, những gì mà bị bắt đi đó sẽ được đem lại. Của cả chúng ta đã vì cớ tội lỗi của mình mà bị mất đi, bị thiệt hại đi, bị thua lỗ đi, sẽ được đem trở lại khi chúng ta quay trở lại cùng Ngài. Tôi cảm ơn Chúa, điều đó chính xác đối với tôi vô cùng. Bởi vì trước kia tôi cũng rất giàu có theo cách của thế gian, nhưng vì cớ tội lỗi đến khi tôi nhận biết Chúa, ma quỷ cướp hết cả của tôi. Tôi tạ ơn Chúa, cái gì của Caesar trả lại cho Caesar, còn tôi thuộc về Đức Trời, tôi được về lại với Đức Chúa Trời. Và bắt đầu từ đó tôi đi theo Ngài, và Chúa bắt đầu đem lại cho tôi. Vì Chúa hứa này, hay ai vì cớ danh Chúa và vì cớ nước của Đức Chúa Trời mà bị đuổi, bị cướp, bị vu cáo, bị mất nhà cửa, ruộng đất, thì chúng ta sẽ nhận lại bao nhiêu lần nhỉ? 100 lần cùng với sự bắt bớ. Tôi sẽ nhận lần 100 lần mà. Ngài còn cho nữa mà. Ngài sẽ cho nữa. Nếu chúng ta tiếp tục ở trong Ngài, điều Ngài hứa đó chắc chắn sẽ đến đầy đủ trên chúng ta. Nhưng có thể đến một lúc được, e chúng ta không có đủ chỗ chứa. Lòng chúng ta sửa soạn, lòng chúng ta dâng cho Chúa rộng rãi bao nhiêu, thì Chúa bảo hãy rửa rộng rãi ra. Đức Chúa đã mang lệnh cho các chi phái của dân Israel,
Khi hành quân tiến về xứ Canaan thì phải dương cao các ngọn cờ của mình, và mỗi người trong từng đi phái của mình phải luôn đi theo ngọn cờ của tổ tông mình. Đây, chúng ta có phải là cái chi phái của Israel không? Dạ phải, trong thuộc linh, trong lẽ thật. Chúng ta đang trên đường trở về Canaan thuộc linh phải không? Đúng như vậy. Như vậy, trong khi chúng ta trên đường trở về nhà cha, tức là chúng ta là hành quân đó, phải hành quân dưới cái cờ hiệu của mình, dưới cái tiêu chuẩn mà Chúa đã để cho mình. Nào, tiêu chuẩn của thắng là gì nhỉ? Một chấp sự trong hội thánh của Chúa. Tiêu chuẩn của thắng phải làm chọn. Tiêu chuẩn của chị Thúy là tín đồ trong hội thánh của Chúa, phải làm chọn phần tín đồ. Tiêu chuẩn của tôi là mục sư, là người giảng luật pháp của trời, tôi phải làm tôn cao lời Đức Chúa Trời, vì đó trách nhiệm. Chúa không phán mục sư là phải thế này phải thế kia, như là đã làm mục sư là người chăn chiên thì phải có cây gậy của chăn chiên và có lương thực cho chiên. Không có chỗ nào chép vào đời tư của tôi cả. Không, không ai quyền thọc gậy vào bánh xe và cái sân sau của nhà tôi cả. Cái đó phần riêng tư của mỗi người. Nhưng cái phần quan trọng nhất là cái tiêu chuẩn Chúa giao cho là mình phải làm chọn. Hãy nhớ điều này. Khi chúng ta làm chọn tiêu chuẩn đó, vui mừng, cảm ơn Chúa ngài cho con có công việc làm, cảm ơn Chúa con làm trong sự vui mừng đó, được ban phước. Đừng nghĩ rằng mình làm ít hay làm nhiều. Cái chính là vui mừng mà làm. Làm chọn cái điều mình ban cho mình đó. Dân số ký đoạn 1, câu 52 chép. Dân Israel, mỗi người phải đóng trại, đóng ở trong trại quân mình, và mỗi trại quân từng đội ngũ phải đóng gần bên ngọn cờ mình. Dân số ký đoạn 2, câu 2 đến câu 3 chép. Dân Israel, mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình và ở dưới bảng hiệu của tổ tông mình, của tông tộc mình, đối ngang nhau vây quanh chung quanh hội mạc. Trại quân Giuđa sẽ đóng trại hướng đông về phía mặt trời mọc với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Giuđa là Nahason, con trai của Aminadab. Các chữ ngọn cờ này, bảng hiệu ở trên câu trên đó là chữ Deget số 1714 ra từ gốc của chữ Daga số 1713 của tiếng Hebrew, có nghĩa là tiêu chuẩn, cờ hiệu, biểu ngữ. Phải tôn cao cho người ta thấy. Rất nhiều chỗ Kinh Thánh chép về nhiệm vụ của chúng ta. Trong sách Corinto thứ nhất có chép về các ân tứ cho ban cho. Ai ban cho ân tứ nói tiên tri hay nói tiên tri? Ai ban cho ân tứ làm phép lạ hay làm phép lạ? Như vậy là các ơn Chúa ban cho chúng ta đó, ai được phần ơn nào đó thì phải tôn cao cái ơn đó để làm lợi cho nước Chúa. Đừng khoe mình thì tôi có ơn đó. Không xứng đáng. Chúng ta không quyền khoe, nhưng ai có bất cứ ơn tứ gì đó, hãy làm lợi cho nước Chúa đi. Đó là việc chúng ta tôn cao tiêu chuẩn. Nên có những người thì là người cầu nguyện, có người là người chuyên môn làm phép lạ, có người chuyên môn thăm viếng. Tất cả một sự đặt để đó, đó là tiêu chuẩn người đó phải làm. Ngoài cái tiêu chuẩn làm người ở trước mặt Đức Chúa Trời ra, chúng ta còn có cái tiêu chuẩn Chúa đã để riêng cho mỗi người, sự kêu gọi, sự chỉ định và chức vụ của chúng ta. Ai làm kinh tế, cứ thế mà làm kinh tế. Ai làm sự cứu giúp, cứ thế mà làm sự cứu giúp. Ai thăm viếng, cứ thăm viếng. Đó là tiêu chuẩn Chúa ban cho. Mình cảm tạ ơn Chúa mà làm điều đó thì Chúa ban phước cho. Đừng nhìn vào công việc người khác, hãy làm công việc mà Chúa ban cho mình đó, và Chúa trao dồi cho chúng ta thêm, ngày ban ơn thêm, chúng ta làm lợi cho nước Chúa. Phục truyền luật Đệ ký đoạn 6 câu 4 đến câu 5 chép. Hỡi Israel hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phục truyền luật Đệ ký đoạn 30 câu 19 đến 20 chép. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sám. Phải hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng phán ngài và chiều mến ngài, vì ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu đang ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 đến 38 chép. Đức Chúa Giê-su đáp rằng: ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Đó là tiêu chuẩn cao nhất. Tiêu chuẩn cao nhất chúng ta phải làm. Vậy thì chúng ta phải hiểu biết Chúa để làm với hết sức của mình. Còn nếu khi chúng ta không hiểu biết Chúa mà lấy hết sức mình làm đó, làm sai chật. Sau lơ đã cố tình giữ lại những con vật tốt nhất, tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho vì có nhiều đồ vật dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm điều gì Chúa bảo chúng ta làm, rồi chúng ta cố tình muốn Chúa chấp nhận và ban ơn cho, điều đó là không thể. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì đó, đừng cho người ta thấy rằng tôi đang làm cho Chúa. Đừng để người ta thấy, mà để cho Đức Chúa Trời thấy từ trong sự kín nhiệm đó. Trong khi chúng ta làm, người ta có thể thấy. Nếu người ta hỏi, thì tôi đang nói là tôi đang làm cho Chúa. Từ trong lòng của mình, khi nhận được sự sai khiến, ngập tức vui mừng mà làm. Chăm Chúa mà làm, hết tâm mà làm.
Trong khi chúng ta chăm chú hết tầm mà làm, có thể va chạm người này, va chạm người kia, có thể gây sự ngộ nhận, hiểu lầm. Đừng sợ, Chúa là đấng sẽ thanh minh cho người ta. Còn nếu người ta không chịu hiểu, không thành vấn đề, Chúa vẫn bảo vệ chúng ta và Ngài vẫn ban phước cho chúng ta. Hãy nhìn vào bông trái chúng ta làm đó, để biết là công việc chúng ta làm có đẹp ý Chúa hay không. Cain và Abel cùng dâng của lễ. Nhưng mà của lễ của Abel thì được nhận vì tấm lòng của Abel. Còn Cain cũng dâng của lễ nhưng không được nhận, là bởi vì tấm lòng của Cain không xứng đáng. Như vậy chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời để dành tấm lòng chúng ta cho Đức Chúa Trời. Dành tấm lòng cho ta cho Đức Chúa Trời thôi, không thể chia sẻ cho vợ, cho con, cho chồng, cho mẹ, cho anh em được. Không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó được. Nếu có chuyện đó xảy ra cho người nào đó, người đó sẽ ví người thân của mình như Đức Chúa Trời sao? Tôi đã từng nói tiên tri cho một người, và người đó nổi giận, người đó chống đối, và sau này chết trục nhã ở bên Mỹ đó. Người đó về Việt Nam, biết chồng của mình đã ăn trộm cắp, lừa đảo người ta bên Mỹ, trở về Việt Nam, và mỗi một ngày anh ta có một cô gái riêng. Vì anh ta là cùng hợp là hùn vốn với người chị của mình ở Việt Nam để xây khách sạn, xây nhà hàng. Chị ta biết rõ chồng mình làm điều gì, nhưng lăn xả vào người đó, ăn ngủ với người đó. Rồi bảo tôi cầu nguyện chúc phước cho cái nơi đó. Tôi bảo không, chỉ có đưa tôi $1,000,000, tôi cũng không thể chúc phước được. Nên đây ô uế rồi. Rồi khi tôi trở về với Canada và chính người đó mời tôi sang Mỹ giảng, người đó bảo tôi cầu nguyện cho người đó. Tôi không thể cầu nguyện cho chị được. Chị ô uế rồi. Vì chị, chú phán này, chị coi chồng của chị ngang với Đức Chúa Trời. Mà chị tái mét này. Chị bực quá, chị bỏ về nhà. Định gọi phone khắp mọi nơi nói xấu tôi. Nhưng mà đến 2 giờ sáng chị chưa gọi cho ai cả. Chú ngăn trở hết, không gọi cho ai cả. Chú dựng chị nó dậy, bắt phải ăn ăn. Sáng 8 giờ sáng là người ta còn ngủ, chị đến bấm chuông rồi. Tôi là người dậy sớm nhất, tôi chạy ra vì tôi dậy sớm rồi tôi làm máy, tôi đeo kính ra. Chị đến chị ngồi xuống đây. Mục sư Thành, tôi phải đến nói với mục sư điều này. Chưa có một người mục sư nào dám chống lại tôi cả. Chưa có người nào nói nặng lời với tôi cả. Mà mục sư nói nặng với tôi. Mục sư có biết hôm qua mục sư nói gì không? Và tôi biết tôi nói gì. Vì trong khi tôi nói với chị đó, Chúa có phán này. Người dám nói điều ta phán với ngươi để nói cho người đó không? Hay là ngươi sợ rằng người đó sẽ rút lại cái check vừa mới ký để mua chiếc máy copy băng cassette cho ngươi? Và tôi nói lời của Đức Chúa Trời. Vì chị không dâng, Chúa khiến người khác dâng. Tôi không sợ điều đó. Tôi sợ là mất lòng Chúa mà thôi. Thế mà đúng, mục sư nói đúng. Mà tốt thật mà hôm qua tôi về là tôi muốn đi gọi phone khắp vào đâu tôi nói xấu mục sư nữa. Bực lắm đấy. Nhưng mà Chúa ngăn trở tôi và đến 2 giờ sáng Chúa dựng tôi dậy bắt tôi ăn năn. Và tôi đi xin mục sư tha thứ cho tôi. Mà nếu là chị xin tha thứ thì tôi cũng nhân danh Chúa tha thứ cho chị vì thái độ của chị. Nhưng mà thái độ đó trong lòng chị tôi đâu có biết. Nhưng bởi vì chị nói tôi mới biết mà thôi. Tiêu chuẩn của lời Chúa phải được tôn cao. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một tình huống nào, chúng ta phải nhớ được điều này. Vì nhờ đó mà chúng ta được sống. Mục đích Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel cũng như cho hết thảy loài người chúng ta đó là để chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời. Qua luật pháp chúng ta nhận biết Chúa công bình. Qua luật pháp chúng ta nhận biết Chúa thánh khiết. Và Chúa muốn chúng ta làm theo luật pháp của Chúa để chúng ta được như Ngài. Bởi vì trong bất cứ điều gì khi chúng ta làm quen rồi đó, nó sẽ vào trong máu chúng ta và chúng ta sẽ không chấp nhận điều gì khác cả. Khi người ta bắt con khỉ ở ngoài rừng về đó, việc đầu tiên là người ta chặt đuôi nó. Nếu người ta muốn giữ nó, chặt đuôi. Hoặc là cho nó đói rồi, bắt đầu cho nó ăn đồ ăn của con người, ăn đồ mặn. Để nó trở về rừng không thể ăn được nữa rồi. Một tháng ăn đồ mặn của con người rồi là nó quen rồi đó. Về rừng không có đồ mặn nữa là phải trở lại cùng người mà ăn thôi. Nó quen rồi. Và Chúa muốn chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời để nhận biết Chúa là công bình. Còn nếu một người không làm theo luật pháp của trời, không thể nhận biết Chúa công bình được. Công bình là nếu chúng ta làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì Ngài ban phước cho chúng ta. Và nếu ta không làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì Ngài giáng tai họa cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời để nhận biết Ngài. Nhận biết Chúa là hiện diện. Ngài đang cai trị, Ngài không hề nhắm mắt, Ngài không hề buồn ngủ, Ngài không hề quên. Ngài luôn dõi theo và chẳng có điều gì Ngài không biết cả. Như vậy là qua lời của Chúa chúng ta nhận biết Chúa đang hiện diện. Nhờ đó chúng ta luôn có một cái phản xạ là Chúa đang nhìn chúng ta, Ngài nhìn cả tấm lòng chúng ta luôn, Ngài nhìn cả ý nghĩ chúng ta luôn. Điều đó vô cùng quan trọng cho chúng ta. Khi một người lính vào trong mặt trận đó, luôn có ý thức định tình, luôn luôn nhận biết được quanh mình có những con mắt dò xét mình, hoặc không phải là người hoặc là máy thiết bị. Nên rất thần cẩn thận, mắt nhìn bất cứ điều gì hơi khác thường một tí là nghi ngờ ngay lập tức, kiểm tra ngay nó là cái gì. Chúng ta theo Chúa cũng phải nhận biết được điều này. Nên Chúa muốn chúng ta nhận biết Ngài qua lời của Ngài. Thế gian ngày nay sử dụng các thiết bị máy móc để biết cấu tạo của thân thể con người. Nhưng là không nhận biết thân thể xác thịt của loài người chúng ta ra từ bộ đất và được nắn lên bởi tay của Đức Chúa Trời toàn năng và sự sống của loài người chúng ta là thuộc về Đức Chúa Trời. Máy điện quang để dò xem xương người ta ra làm sao, gan thể nào. Người ta dùng máy, dùng các thiết bị để soi rồi xét nghiệm để nhận biết thân thể con người. Chúa muốn chúng ta nhận biết đấng chế tạo chúng ta là đấng có quyền phục hồi chúng ta lại.
bằng ấy là đủ rồi. Nhưng mà vì chúng ta đang sống trên đất này, cho dù đức tin chúng ta thế nào, nhưng vì con em chúng ta được sinh ra, nó phải đi học. Nếu không đi học nó, người ta sẽ kiện chúng ta là cuồng tín. Vậy thì chúng ta cũng cho nó đi học, không phải nhờ nó để mà được nghề nghiệp trong tương lai đâu. Vì thực tế ra, nghề hay không có nghề do Chúa nuôi chúng ta. Nhưng mà bởi vì chúng ta ở trong một cái quốc gia có cái luật pháp, của hiến pháp của nước đó, chúng ta tôn trọng vì Chúa có dạy chúng ta như vậy đó. Nên chúng ta cho con cái chúng ta đi học. Nếu nó học giỏi, học không giỏi, học cao không cao, cái đó không quan trọng lắm. Cái chính là nó có biết Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ hay không, nó có nhận biết Chúa giỏi hay không là cái điều quan trọng hơn tất cả mọi sự. Bởi vì nếu nó nhận biết Chúa ngay từ khi còn nhỏ nó đã giỏi rồi thì Chúa sẽ nâng nó lên tầm cao hơn, nó sẽ nhờ cái sự ban phước đó mà nó học giỏi các phần khác. Chúng ta cần cái căn bản trước hết là biết Đức Chúa Trời. Con cái chúng ta phải biết Đức Chúa Trời trước hết đó. Nên Chúa có dạy chúng ta là phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Thế là điều rất quan trọng cho chúng ta, sự nhận biết Chúa. Kể từ khi Adam phạm tội ăn trái cây biết được thiện điều ác thì dù rủa xả đã đến trên đất này, và kể từ khi Cain là con trưởng nam của Adam phạm tội giết em mình là Abel đó, thì đất rủa xả lại loài người, và trận chiến xảy ra giữa con người với nhau và giữa con người với đất. Người ta phải làm cực khổ mới có vật đất sinh ra mà ăn. Loài người không có thể nào làm được điều gì để có thể phá hủy được cái sự phán xét này. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa, chính Chúa sẽ cất mọi sự rủa xả đó ra khỏi chúng ta vì có lời hứa. Đức Chúa Jesus Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa xả của luật pháp. Đồng thời khi huyết của Chúa Jesus đã nhỏ xuống đất thì đất được chuộc lại rồi. Như vậy thì nếu chúng ta nhận biết Chúa, và đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để xem chúng ta có thật biết Chúa hay không. Khi chúng ta đến một cái vùng đất đó mà thấy người đó là người gọi là tin Chúa, thậm chí có điểm nhóm nữa, mà cây cối thì đầy dày, con gà, con chó, con mèo thì ghẻ lở, người đó chưa biết Chúa. Vì nếu người đó biết Chúa thì phải biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự của luật pháp rồi. Và chúng ta phải lấy đức tin để dành điều đó lại cho mình, để làm sáng danh Chúa. Không lẽ Chúa cứu chúng ta rồi mà chúng ta còn sống như người thế gian sao? Thì vậy thì làm thế nào thế gian biết là chúng ta đã được chuộc ra khỏi sự luật sáng của luật pháp? Sự khác biệt là trong xứ Gô-sen có ánh sáng và sự bình yên. Sự khác biệt là trong khi dân sen được bình yên thì trong xứ Ê-tô thì có sự tối tăm và than khóc. Khác biệt nhau. Vậy chúng ta phải biết Chúa qua lời của Chúa để biết Ngài. Biết để làm gì? Để nhờ sự biết đó dành mọi sự mà Chúa đã dành cho ông ta đó về phần mình, để bày tỏ tình yêu của Chúa, sự giàu có, sự công bình của Chúa cho muôn dân. Đừng nhìn vào khả năng của xác thịt mình. Anh Thủy sẽ không thể sử dụng xác thịt của mình để làm một lúc ra một tháng 1 tỷ đồng được. Nhưng đối với Chúa thật dễ dàng vô cùng. Chúa chỉ gọi một tiếng thôi là có thể tiền tỷ đến nhà mình rồi. Vì Chúa đẹp lòng ai đó thì Chúa sẽ khiến người đó được thịnh vượng giàu có, phải không nào? Vì cái căn bản nhất là Chúa muốn ta biết Ngài. Biết Ngài là gì? Vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Ngài là Cha rồi Chúa bình an chúng ta. Ngài là Đức Chúa yêu thương, nhân từ, dòng thương xót đối chúng ta. Và chúng ta là con của Ngài. Chúng ta là con của vua giàu có, chúng ta không thể nghèo. Chúng ta nghèo là bởi vì chúng ta không biết Ngài đầy đủ thôi. Cái chính là nhận biết Ngài. Nhận biết Ngài, làm theo lời của Chúa và xin. Chúa Jesus đã nói, ta cầu xin Đức Chúa Cha, hầu cho mọi điều của ngươi nhân danh ta mà cầu xin thì Ngài sẽ ban cho. Lời hứa của Chúa không có hạn chế, không nói là bao nhiêu tỷ, không có bao nhiêu nhà hay bao nhiêu đất. Bất cứ điều gì, nếu ta yêu mến lời của Chúa, có mặc lệnh của điều răn của Chúa mà giữ cho lòng mình đó, thì cầu xin mọi điều mình muốn. Everything you want. Bất cứ điều gì mình muốn, ắt sẽ được ban cho. Tôi tin điều đó và tôi đã được hưởng điều đó. Và tôi tin quyết điều này Chúa ban cho. Và tôi xin điều cao hơn nữa cho nước của Ngài trên đất này. Đến khi Ngài sẽ ban cho, tôi tin điều đó. Vì Chúa có hứa, vì tôi có biết Ngài, nên Chúa Jesus đã dùng lời của Chúa đã có chép là như vậy. Nếu người ta không tiếp nhận luật pháp của Đức Chúa Trời thì người ta không có thể nào nhận biết Đức Chúa Trời. Và nếu người ta không nhận biết Đức Chúa Trời thì người ta không nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình, và cả cuộc đời của xác thịt người ta sẽ chịu sự xử phạt của luật pháp giáng trên họ cho đến khi chết. Đừng nói ra ô tôi biết có đấng tạo hóa, cái đó không phải là biết. Nếu một người nói tôi biết Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời thôi mà không thờ phượng Chúa thì sự biết đó là sự ngu dại. Vì chính miệng người đó tố cáo người đó biết Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài thì đáng tội chết. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta biết Ngài như Ngài biết chúng ta vậy. Bằng cách nào anh em?
Ngài có giấu chúng ta không? Chúa nói, ta sẽ cho các ngươi gặp được ta. Bằng cái nào? Tìm kiếm Ngài hết lòng. Vì có lời chép, tôi tin là Chúa thành tín, nên tôi nói với Chúa là Chúa xin giúp cho con. Tôi chưa bao giờ buồn lòng thất bại vì cớ tôi có cầu xin Chúa dạy tôi mà Ngài không dạy. Bất cứ điều gì, cả lúc khó khăn nhất, buồn bực nhất, Chúa vẫn dạy tôi và Ngài vẫn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ được. Anh em nhìn thấy điều đó. Bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đã lại Chúa xin Chúa ban ơn cho con để con hoàn thành được nhiệm vụ Ngài giao cho con. Lập tức Chúa ban cho. Vì đó là tiêu chuẩn và vì cớ đó mà Ngài gọi tôi. Thì tôi nói với Chúa, lạy Chúa, lúc này con cảm thấy sức lực hơi yếu đuối. Lúc này con cảm thấy bị hao hụt sự sống. Nhưng mà tiêu chuẩn của lời Chúa phải được tôn cao, xin giúp cho con. Vì điều đó mà con phải sống để làm điều đó. Và cũng nhờ điều đó mà con được cứu. Và Chúa nói, người biết điều đó là đúng, đó là biết. Và Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã tỏ cho Môi-se biết đường lối Ngài. Và Ngài tỏ cho dân Sen biết các công việc Ngài. Với mục đích để cho dân Sen biết Ngài là Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết và nhân từ. Thi Thiên 103 câu 6 đến câu 18 chép. Đức Chúa Trời thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Y-sen biết các công việc Ngài. Đức Chúa Trời có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ có từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Chúa Trời thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn lên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời đời người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kỳ nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết đó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Tức là cho những người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các gì mỗi Ngài đặng làm theo. Đây là sự biết Chúa. Lời này là lời biết Chúa lên nói về kinh nghiệm của mình về sự biết Chúa. Và Chúa với chúng ta luôn luôn nhớ như vậy. Để nhớ lại, thứ nhất, chúng ta bằng bụi đất. Khó khăn quá chúng ta bị bạc nhược. Mưa nhiều quá chúng ta bị thành bùn. Khô nhiều quá thành bụi. Nhưng mà chúng ta nhớ đến Chúa. Chúng ta biết Chúa hằng thương xót. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng dẫn đến đời đời. Bởi cái đó chúng ta luôn luôn nhớ đến đấng cứu chuộc chúng ta, đấng thành tín. Chúa chúng ta thuộc lời của Chúa để nhận biết Ngài là vậy. Đức Trời cũng mang lệnh cho Giô-suê. Quyển sách luật pháp này chớ xa mẹ ngươi, hay suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn cho con đường mình và mới được phước. Giô-suê đoạn 1 câu 8. Đức Trời muốn hết thảy dân sự của Ngài phải thông hiểu luật pháp của Ngài. Thông hiểu rồi và cẩn thận làm theo mọi điều đó chắc phải chăm. Vì sao? Đó là tiêu chuẩn. Đó là tiêu chuẩn. Ngày nay có nhiều người chỉ nghĩ là ôi cảm ơn Chúa Ngài Đức Trời yêu thương. Đúng, Đức Trời yêu thương nên Ngài đã ban lời không bao giờ thay đổi cho chúng ta. Và đó là tiêu chuẩn. Vì yêu thương nên Ngài đã ban luật pháp của Ngài cho chúng ta. Nhưng người ta là ôi cảm ơn Chúa Ngài yêu thương chúng ta nên Ngài đã ban con một Ngài làm giá cứu chuộc chúng ta. Họ hiểu sai về sự ban cho của Đức Chúa Trời. Theo anh em, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng ta được ban cho loài người từ khi nào? Lê Vi Ký đoạn 18 câu 4 câu 5 chép như thế nào? Ta là Đức Giê-hô-va, cái người tuân mạng lệnh ta. Người nào làm theo sẽ nhờ nó mà được sống. Chứ sống đó có sự sống đời đời. Lời của Chúa là sự cứu rỗi. Lời của Chúa là con đường của sự cứu rỗi. Nhưng mà bởi vì các bậc tổ phụ chúng ta đã không làm theo lời Chúa nên sự xả giáng chính chúng ta nặng quá, đặng quá. Nên ta muốn làm theo lời Chúa cũng không được nữa. Chúng ta là dân ngoại. Phao-lô là người Benjamin, là người Hebrew. Ông làm chứng rằng ông xuất sáng với nhà Đức Giê-hô-va. Nhưng ông nói rằng mỗi khi ông muốn làm điều lành thì điều ác cứ dính dấp theo ông. Bởi vì ông bị bán cho tôi từ khi còn trong lòng mẹ rồi. Ông không làm nổi. Ông là người Hebrew. Cách chúng ta bao nhiêu lời rồi. Vậy mà ông cũng không thể làm lỗi cả. Không chỉ bây giờ bao nhiêu lời tiếp theo tội ác của tổ phụ chúng ta đè chúng ta dẹp xuống. Làm sao chúng ta có thể làm được luật pháp Đức Trời dù muốn làm. Bởi cái đó nên Chúa Giê-su đã đến để làm giá chuộc cái tội đã đè trên chúng ta đó. Để chúng ta được giải phóng nhờ Ngài. Nhờ Ngài để làm gì? Để làm theo lời của Đức Trời là lời cứu được linh hồn chúng ta. Cứu chuộc để được cứu chuộc. Anh em hiểu không nào? Chúng ta được cứu chuộc để làm sự cứu chuộc của Chúa hoàn thành trên chúng ta. Đấy là mạng lệnh. Chúng ta phải nhận sự cứu chuộc bởi Chúa Giê-su Christ đến từ Đức Chúa Trời. Để chúng ta đứng thẳng dậy và làm trọn luật pháp.
vì luật pháp và con đường cứu rỗi. Chúa Giêsu đã thi hành điều này trước hết. Ngài làm theo bằng lệnh của Đức Chúa Trời. Và đó là ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Cha. Nhờ đó mà Ngài được sống lại. Ngài đã thắng sự chết. Không phải là đã thắng sự đóng đinh trên thập giá, không chết. Mà đã thắng cái sự chết đời đời, đã thắng cái sự chết của xác thịt, Ngài không phạm tội. Nhờ Ngài làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời nên Ngài không phạm tội. Chính bởi đó nên sự chết không có quyền trên Ngài. Nên chúng ta phải tiếp nhận giá cứu chuộc để làm chọn luật pháp của sự cứu chuộc. Đó là làm theo lời Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu đã phán, cũng như ta đã vâng giữ cái điều răn của cha ta và ở trong sự thương Ngài. Chúa mang lại chúng ta, nếu chúng ta tin Ngài, cảm ơn Chúa, được giá cứu chuộc. Nhưng mà chúng ta phải làm theo mạng lệnh điều răn như chính Chúa Giêsu đã làm. Đó là mạng lệnh. Ngày nay người ta không giảng như vậy. Răng 36, họ giảng ra, rồi ai tin Chúa được cứu? Tin Chúa thì phải tin tất cả gì mà Chúa đã phán dạy đó. Và tin và làm theo. Tin rằng tôi tin những gì Chúa phán đó, đó là con đường của sự sống và tôi sẽ làm theo. Chứ bảo tôi tin Ngài đến cứu chuộc. Tin đó là ma quỷ cũng tin nhưng nó có được cứu đâu. Răng đoạn 1 câu 17, 18 chép. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài, từ miệng Ngài phán ra để giải bày chính Ngài cho chúng ta, nhưng vì người ta không để ý. Bởi cái đó nên, Chúa phải sai con một Ngài thay nhiệm vụ của các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ thường chết luôn. Và bởi cái đó nên, ý muốn của Chúa không được bày tỏ cho sự của Chúa. Lấy Đức Chúa Trời đã phái con một Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Đến thế gian này để giải bày Đức Chúa Cha cho chúng ta. Ngài tiếp tục giải bày điều đã được bày tỏ cho chúng ta rồi, nhưng vì người ta không nhìn, không tìm kiếm thì không hiểu. Nên bây giờ Chúa dùng Chúa Giêsu cũng như ngày nay Chúa dùng các tôi tớ của Chúa để Ngài tiếp tục giải bày cha cho chúng ta. Chữ giải bày ở trong câu 18 này đó là chữ ex kiomai số 1834 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là công bố ra, không giấu giếm, để giải thích cặn kẽ, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết, đi trước để dẫn đường, làm cho bộc lộ ra những sự đã che đậy. Thông qua Ngài chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của lời Chúa. Tại sao Ngài muốn chúng ta hiểu ý nghĩa của lời Chúa? Bởi vì đã thêm sức cho người bề trong chúng ta. Bởi vì xác thịt vẫn yếu đuối. Gia đình Noe đã được cứu ra khỏi cơn nước lụt rồi. Nhưng mà Đức Giê-va phán xem là người vẫn còn xấu xa từ khi còn trẻ tuổi. Tức là trong bụng mẹ nó đã xấu xa rồi. Làm sao bây giờ? Chú biết được đó. Nên Chúa Giêsu đã đến để làm giá cứu chuộc chúng ta. Để tâm linh ta được sống lại và cầm quyền cai trị xác thịt này. Và nếu chúng ta cầm quyền cai trị xác thịt thì Thánh Linh sẽ mặc khải cho chúng ta. Hiểu được lời của Đức Trời và xác thịt sẽ bị bắt phục. Vì đó thật đó. Là những sự mà xác thịt không thể nhìn thấy được. Nhưng mà được bày tỏ ra qua Thánh Linh. Vì dân Israel đã không chú ý vào luật pháp văn tự. Cũng như sự bách bảo của Đức Trời nên họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Để nhận biết các là thật giấu trong luật pháp văn tự. Nên họ chỉ có thể nhận biết Đức Trời qua sự báo trả của Ngài. Đây. Khi mà họ bị bắt làm phu tù rồi. Bây giờ họ giật mình. Tại sao mình bị như vậy đó. Khi thấy có chép như thế nào. Bây giờ nó lời tiên tri hồi đó nói như vậy đó. Như vậy tại vì tổ phụ mình và những kẻ phạm tội đó phải chết, rồi con cháu của họ bấy giờ mới được trở về. 360 năm tương đương với sau 4 đời thì người ta mới được trở về lại quê hương bản quán của mình. Chúa mới cho họ cái hậu tự của họ đó, được trở về đó. Cũng giống như khi xưa dân Israel đi trong đồng vắng đó, những kẻ làm mầm đó phải chết, nhưng con cái của họ, những kẻ sinh ra trong đồng vắng đó sẽ được vào xứ Canaan vậy. Nếu người ta không nhận biết luật pháp, không nhận biết lời lẽ thật là sự dấu kín cho luật pháp văn tự, thì tâm linh của người ta không thể nào tái sanh được. Chúa Giêsu phán một câu rất hay. Ai là mẹ ta, ai là anh chị em ta? Thế kẻ nào có lời của cha ta mà giữ trong lòng đó, ấy là mẹ ta, ai là anh chị em ta? Cảm ơn Chúa. Những người bên Công giáo vấp phạm vì cớ họ nói bà Maria là mẹ Chúa, theo xác thịt là như vậy. Và chính bà Maria đã bị vấp phạm vì cớ bà cho rằng bà là người xứng nhất thế gian này. Bà nói nhờ, ôi cảm ơn Chúa, muôn đời người ta sẽ nói tôi là người có phước. Nhưng mà người công bình của Chúa là tìm hiểu nói nè, còn đối với ngươi sẽ còn một thanh gươm xuyên thấu qua lòng ngươi, họ cho tư tưởng của nhiều người được bày tỏ. Bà tưởng rằng chỉ có mình bà thôi mới được thôi, nhưng mà Chúa Giêsu đã phán là bất cứ người nào tiếp nhận lời Đức Chúa Trời thì sự cứu rỗi sẽ cứu mang trong lòng người đó. Khi người đó được cứu rỗi, người đó kinh nghiệm được quyền năng của Đức Trời, chính người đó tiếp tục làm chứng ra. Và những người nào nghe lời làm chứng của người đó, tiếp nhận lời của Chúa qua người đó, đó cũng sẽ được cứu rỗi nữa. Như vậy thì không phải là một người, mà lời của Chúa được cứu tất cả những người nào nghe và tin.
Như vậy bà Maria không phải là cái nguồn gốc. Bà chỉ là người được ơn của Chúa mà thôi. Kinh thép người được ơn. Chúng ta tất cả đều được ơn. Bà Maria không hề được làm công việc như chúng ta làm ngày hôm nay. Bà không đi ra truyền giáo. Bà còn bị Chúa Giêsu la ở tại cưới ở Cana. Bà muốn Chúa làm phép lạ để bày tỏ Ngài là Đấng Christ ra. Như các em của Ngài cũng thế. Nếu anh là Đấng Christ, hãy tỏ cho người ta biết đi. Họ muốn các cửa sự vinh hiển của Chúa. Nếu người nhà mình là Đấng Christ, mình được tôn trọng. Nên Chúa la bà Maria. Hỡi đàn bà kia, ta với người có sự gì chăng? Vì giờ ta chưa đến. Người đi nhớ, ta có Đức Chúa Cha. Ta làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Cha. Đúng giờ đó ta sẽ làm, không cần phải ai nhắc. Tiêu chuẩn lời Chúa là cao nhất. Chúa Giêsu đã đến và Ngài phán rằng, ta là người chăn hiền lành, ta quen trên ta và trên ta quen ta. Cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy. Đây là sự so sánh, cũng như Ngài muốn chúng ta hiểu Ngài, biết Ngài như Ngài biết chúng ta vậy. Trong giăng đoạn 17, Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài cầu nguyện Đức Cha rồi, thì Cha khiến thật lên, khiến họ lên thánh, hầu cho họ cũng hiệp làm một như chúng ta, hiệp làm một như chúng ta vẫn là một. Chúa cho chúng ta biết hoàn toàn về Ngài, để chúng ta có sự biết ở nơi Ngài, để nhờ sự biết đó để chúng ta được giải phóng ra khỏi sự thiếu sót, khiếm khuyết, bất toàn của xác thịt, để được hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giêsu đến và Ngài ban chính Ngài cho chúng ta, và không những Ngài trở về Đức Chúa Cha, mà Ngài còn xin Đức Chúa Cha ban Thánh Linh của Ngài đến với chúng ta nữa. Để làm gì? Để chúng ta nhận biết Ngài trong cuộc sống hàng ngày này. Cho dù người ta không nhận biết Đức Chúa Trời, thì là người vẫn là chiên của Đức Chúa Trời. Nhưng phần nhiều người đã bị ma quỷ lừa dối trở thành chiên của chúng. Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài cho dân Israel để muôn dân trên đất này sẽ nhận biết dân Israel là chiên của Đức Chúa Trời. Và họ nhận lãnh được từ Đức Chúa Trời phước hạnh khi họ làm theo luật pháp thánh khiết của mình đối chơi, và thế gian sẽ chạy theo Ngài. Chúng ta thấy rõ là trong khi dân Israel ra khỏi Ê-díp-tô, có rất nhiều người ngoại cũng ra theo nữa, tại vì họ có sự so sánh. Họ nhận biết những cái điều Đức Trời đã làm ra cho xứ Ê-díp-tô. Khi Môi-se đến, họ đồn ra khắp mọi nơi rằng Môi-se và A-rôn đã đến để mà gặp Pha-rôn, để đề nghị Pha-rôn buông tha dân Israel ra. Nhưng vì cớ Pha-rôn cứ làm không buông tha, lên tai họa giáng xuống trên đất đó, họ biết. Nên khi dân Sen ra khỏi xứ Ê-tô, họ cũng ra theo. Ngày nay cũng vậy. Dân Sen đã không nhận biết ý muốn của Đức Trời qua việc Ngài ban luật pháp của Ngài cho họ. Và bởi cơ đó, họ không nhận biết Đức Trời. Nên họ không nhận biết lời Đức Trời có quyền phép để cứu chuộc họ ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Ngày nay cũng vậy. Rất nhiều nhà thờ ngày hôm nay không nhận biết được lẽ thật này. Họ nhận biết văn tự. Họ nhận biết Đức Trời qua kinh thánh văn tự, mà không nhận biết từ trong tấm lòng mình. Bởi cái đó họ hã mép nước Đức Chúa Trời. Họ không thật sự biết Đức Chúa Trời. Họ hã mép nước Chúa. Cũng giống hệt dân Israel. Họ có tưởng rằng trong ngày Sa-bát đó, ngày Chúa Nhật đó, đứng giảng lời Chúa, kinh thánh có chép như vậy đó, là đẹp lòng Đức Chúa Trời thôi. Họ đang nói dân sự của Chúa là hãy cố gắng, hãy xin Chúa cho mình có sức để làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúa bảo chúng ta làm điều này. Sách Roma dạy chúng ta rất rõ rằng chúng ta bởi ân điển mà được cứu, không phải bởi sự làm theo luật pháp. Nhưng mà để chúng ta được sanh lại, bởi vì hết thảy những kẻ nào được Đức Thánh Linh dẫn dắt ấy là con Đức Chúa Trời. Mà chúng ta là con Đức Chúa Trời, nói theo Đức Thánh Linh để làm chọn luật pháp Đức Chúa Trời, là sự chúng ta phải làm theo. Đó là kẻ nói theo Thánh Linh sẽ phải làm chọn luật pháp đó. Làm cho luật pháp có nghĩa là tôn cao tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Khi người ta đến một cái buổi tiệc đó, tại sao anh không uống rượu, tại sao anh không uống bia? Bởi vì tôi không uống rượu, không uống bia là bởi vì tôi sẽ bị say xỉn. Và tôi là người dâng cho Chúa rồi. Như vậy thì tôi là người la đi xây cho Chúa. Nếu tôi say xỉn, tôi không cầm giữ được môi miệng mình, tôi phạm tội trước mặt Chúa thì sao? Tôi uống hay không uống cũng vì Chúa. Nếu về nhà trước khi đi ngủ, tôi làm ly rượu bổ vì cớ Chúa. Thân thể tôi là đền thờ Đức Chúa Trời, tôi muốn bổ lại sức khỏe một chút. Khi tôi lên máy bay, bay tầm cao, sau bữa ăn nặng và phải ngủ một giấc dài, tôi cần uống một ly rượu chát. Để làm gì? Để tim tôi có đủ áp lực để làm việc vì cớ Chúa. Vì cớ tôi là đền thờ Đức Chúa Trời, thân thể tôi là đền thờ Đức Chúa Trời, thì tôi uống vì cớ đó. Còn tôi đây, tôi không uống vì cớ danh Chúa, vì nếu tôi uống, tôi sẽ say xỉn và tôi sẽ làm bậy. Vậy đi, tôi dành Chúa. Như vậy thì tôi không phải sợ rượu,
như tôi biết nó. Tôi biết điều khiển tôi, self-control, tự chủ. Chúng ta nói rượu là tội lỗi, nhưng sự lạm dụng rượu đó sẽ khiến người ta trở nên tội nhân. Chúa Giêsu đã đến và Ngài sống theo lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài vâng phục bằng lệnh của Đức Chúa Trời, dù Ngài biết người ta sẽ bắt Ngài và giết Ngài bằng nhục hình trên thập tự giá. Thế nhưng mà Chúa Giêsu không chối bỏ chức vụ này vì Ngài biết Đức Chúa Cha. Tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng gì Ngài đã bách bảo cho tôi tin quyết điều đó. Nên tôi không sợ tôi đi máy bay bị rơi. Tôi không sợ tôi đi xe hơi tàu lửa bị lật. Vì Chúa đã bày tỏ cho tôi biết ngày cuối cùng của tôi được vào thiên đàng như thế nào. Và tôi tin Ngài. Vậy khi chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta vô cùng có sự tin cậy. Cái đây 2 tháng, có mấy người đến nhà tôi để xem nhà. Họ mang địa bàn đến để xem hướng, rồi đem thầy bói để xem hướng. Tôi bảo là đừng có nhìn cái đó là mất công. Nếu mình thích hướng Nam thì mình chọn hướng Nam. Còn nếu mình không thích hướng Tây, nó nắng và sói vào nhà thì đừng chọn hướng Tây. Đó là quyền của mình. Chứ còn cái hướng đó không quyết định chúng ta giàu có hay thịnh vượng, hay là nghèo hèn đâu. Đừng cứ tin vào đó. Nếu mình làm ác đấy, dù có ở vào nơi gọi là đắc địa đấy, mình vẫn cứ chết. Hãy tin vào Đức Chúa Trời. Và tôi làm chứng ngày xưa tôi từng tin như vậy. Và tôi từng làm thầy bói, cũng là thầy phong thủy. Tôi kiếm tiền vì cái điều đó. Nhưng sau đó Chúa bày tỏ tôi biết tôi đã ngu dại. Và tôi ăn năn với Chúa, tôi quay trở lại cùng Chúa. Vậy tôi khuyên mọi người đừng. Nếu muốn mua cái nhà này đủ tiền, cứ thế mà mua. Nếu thích nó. Còn đừng tin vì cứ phong thủy mà mua, dại dột đấy. Vì chính cái người đã làm chủ căn nhà đó, đã đưa thầy phong thủy đến để xem hướng phong thủy. Thầy nói là cái này hướng hợp với tuổi chị đấy. Và thế nên hợp với tuổi chị mà không hợp với tuổi con chị thì chết. Nếu hợp tuổi chị làm ăn làm ra nhưng mà con chị không hợp, nó nghịch hoài thì bao nhiêu tiền bỏ sông xuống biển hết vì cớ bệnh tật của con chị thì sao? Chuyện vô lý vô cùng, trái đất tròn. Liên tục quay xung quanh bằng vòng nó. Vậy thì không có hướng nào hướng đông hướng tây so với cái tuổi thọ chúng ta cả. Nên tôi bảo là hãy tin Đức Chúa Trời. Nếu mình làm ăn đứng đắn trước mặt Chúa, mình hưởng thành quả của mình. Còn đừng tin vào cái sự mê tín này. Tôi rất thành thật tôi khuyên. Cảm ơn Chúa. Mình phải soi sáng ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta ra từ Đức Chúa Trời thì phải mang các tiêu chuẩn thuộc về Đức Chúa Trời. Chứ chúng ta không thể trở về với Đức Chúa Trời mà lại mang các tiêu chuẩn của thế gian được. Vậy thì chúng ta phải nhận biết mình ra từ Chúa và phải có những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa đang cho chúng ta lời của Ngài và chúng ta từng bước một trang bị cho chúng ta tiêu chuẩn của Chúa. Đừng phán xét tôi xác thịt này, tại sao anh nói anh giảng lời Chúa mà anh không thế nào không thế kia. Xin lỗi, xác thịt này không được về với Đức Chúa Trời. Nó sẽ phải trở lại bụi đất nếu như Chúa, đó là thánh của Ngài về mà nó đã qua đời. Còn nếu như Chúa đến đó là thánh của Chúa mà tôi còn sống, thì thân thể này sẽ được biến hóa, không còn nữa. Cái chính là tôi trang bị Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn của Ngài trên tâm linh của tôi là điều mà Chúa đã đến để cứu chuộc tôi. Anh em phải hiểu điều này. Chúng ta thường xem xét nhau, phán xét nhau vì cơ xác thịt mà quên đi cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa vào ngày gây dựng. Tôi cảm ơn Chúa đó. Tôi không mặc cảm về xác thịt tôi. Tôi nói tôi vô học, tôi học đến lớp 6 thôi. Nhưng mà cái đó chẳng quan hệ gì cả. Cái chính là bây giờ tôi được chuộc. Cái dấu chứng tôi được chuộc là tôi được công bố lời Đức Chúa Trời, không phải bởi kiến thức của xác thịt. Không phải bởi tôi học lớp 8, lớp 10, lớp 9 mà tôi giảng được. Không phải điều đó. Chúa Trời đã chọn Môi-se là người nói cập ngừng. Chúa chọn Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ là kẻ vô học, là dân đánh cá, để giảng lời của Đức Trời. Đó là dấu chứng là chúng ta được chuộc lại cho Chúa. Và Chúa là đấng toàn năng đã làm điều đó cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tôn cao tiêu chuẩn của Chúa để chúng ta lấy được tiêu chuẩn đó vào trong tâm linh mình. Bất cứ lúc nào tôi có thể giảng được, không phải bởi Kinh Thánh. Là bởi vì nó ở trong lòng tôi rồi, nó ở trong tâm linh tôi. Là tâm linh được gọi là con Đức Chúa Trời, là tâm linh mà Thánh Linh đã sức dầu cho và làm ơn. Mỗi người chúng ta phải đạt được điều đó cho chính mình. Đừng sống cho xác thịt. Chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc đúng như vậy, nhưng phải trau dồi cho tâm linh mình. Vì chúng ta đã trau dồi quá nhiều thời gian cho xác thịt mình. Điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phải gắng cho mình đạt được tiêu chuẩn là con cái Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tự nhủ lòng mình với sự không thuộc về tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cả. Nhưng ngày nay người ta nói là cảm ơn Chúa. Chúng ta được cứu bởi ân điển, chứ phải bởi theo luật pháp nữa.
Và người ta cứ tập trung vào tình yêu Đức Chúa Trời, tình yêu Đức Chúa Trời, tình yêu Đức Chúa Trời. Mà quên rằng chính vì cớ Đức Chúa Trời yêu thương loài người nên Ngài đã ban lời không bao giờ qua đi, không bao giờ thay đổi đó cho loài người chúng ta. Chúa Jesus đến để nhắc cho người ta biết rằng sự cứu rỗi được ban cho rồi, nhưng vì người ta không để ý đến Ngài, không tìm kiếm Ngài nên bị hư mất đi. Nhưng mà Chúa nhân từ, Ngài tiếp tục làm tiếp một điều nữa, là lần nữa là Ngài ban con một Ngài đến để trình bày cho người ta thấy rõ điều đó. Để người ta thấy rằng rõ ràng là người làm theo lời Chúa, người sống đẹp lòng Đức Trời sẽ thắng sự chết và đến được sự sống. Chúng ta càng không thể lấy sự tự ý chúng ta làm mà không theo những điều đã chép ở trong Kinh Thánh để bắt Đức Trời chấp nhận chúng ta được. Nhưng chúng ta phải học theo như Chúa Jesus, như chính Ngài đã kêu gọi chúng ta hãy học theo Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến 30 chép: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Bên nhà thờ cho người ta học 5 năm một chương trình học về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người ta hiểu nhầm cái câu này. Học theo Ngài là nhìn thấy Ngài và làm theo Ngài. Ngài dạy chúng ta làm điều gì nhỉ? Vâng giữ các mạng lệnh của các điều răn của Đức Chúa Cha và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Đó là điều chúng ta học. Học Chúa Giê-xu, lấy đức tin của mình và chịu phục Đức Chúa Trời. Lấy đức tin của mình và phó thác mọi sự cho Đức Chúa Cha. Đó là học. Có chỗ nào Chúa nói các ngươi phải học cuộc đời của ta đâu? Không ai học được. Thiên sứ cũng học được, bởi tất cả mọi tạo vật đều ra từ Chúa cả. Chúa có từ trước muôn đời, làm sao học? Ngài dạy một câu đủ rồi, Ngài có trước muôn đời, vậy là đủ. Nhưng người Giu-đa đã không nhận biết Đức Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Cha. Tại vì họ không học lời Chúa. Họ không giữ lời Chúa nên họ không nhận biết Đức Chúa Cha thôi. Cũng như ngày nay đấy, chúng ta đến một số nhà thờ mà vào đó chúng ta cầu nguyện tiếng mới, người ta tránh chúng ta ngay lập tức vì họ không biết Đức Chúa Cha. Nếu họ biết Đức Chúa Jesus Christ đến từ Đức Chúa Cha và Ngài là Cha được lời trước bình an chúng ta, thì lời Ngài là bằng lệnh. Nếu chúng ta tin Ngài thì sẽ nhờ Ngài mà nói, thấy chưa nào? Sẽ nhờ Ngài mà nói Kinh Thánh chép, nhờ Ngài mà nói, chúng ta tin nên chúng ta nói Kinh Thánh chép như vậy. Chúng ta nói tiếng mới bởi vì Kinh Thánh có chép, chúng ta là người tin nên đó là dấu hiệu. Tất cả mọi tín hữu đến hội thánh Nehemi đều được nói tiếng mới. Vì đó là tiêu chuẩn, anh phải nói tiếng mới. Mình phải biết nói tiếng mới. Và đó là tiêu chuẩn của người tin Chúa. Nếu anh cố tình không nói, anh có thể đi nơi khác. Vì tại đây chúng tôi tôn cao tiêu chuẩn của lời Chúa. Nếu anh tin Chúa, hãy đến được tin mà nói. Để gây dựng tâm linh anh, để nó được hầu việc Chúa. Còn nếu anh không thích, mới đi nơi khác. Không đuổi, nhưng anh phải chấp nhận nguyên tắc. Đó là nguyên tắc. Kinh Thánh đã chép được gì, anh phải tôn trọng nó. Bởi vì chúng ta cùng ở trong đường sáng, cùng phải có đức tin giống nhau vào Đức Chúa Trời. Khi người ta không đọc lời Chúa, nên không nhận biết Chúa. Trong đó, tiên tri Ê-sai đã nói rất rõ về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu tại Bethlehem. Rồi Mi-chê cũng nói điều đó nữa, nhưng họ không nhận biết Ngài. Vì họ không đọc lời Chúa, vậy đâu có họ, có phải đó là trên của Chúa đâu. Nên Chúa Giê-xu nói chính xác với họ rằng, ta biết các ngươi là dòng dõi của Abraham, nhưng mà các ngươi còn làm việc công việc của cha mình là ma quỷ. Các ngươi là con cái của ma quỷ. Thấy chưa? Vốn là chiên nhưng bị đi lạc. Vì không chú ý lên đi lạc, trở thành chiên của ma quỷ. Nên chúng ta phải cẩn thận và cố gắng học để nhận biết Ngài. Chúng ta đã kiểm tra lại chính mình xem chúng ta có thật là chiên của Đức Chúa Giê-xu Christ hay là chiên của ai đó đang chăn dắt mình. Ngày hôm nay người ta chỉ biết ô có nhà thờ tôi vào, có mục sư là được rồi. Không phải như vậy đâu. Chúng ta phải chú ý vào lời Chúa để nhận biết rằng mình đã phó thác linh hồn mình cho ai. Chúng ta có thể là người tin Chúa, có Đức Chúa Trời và có thể thật sự tin rằng Jesus Christ là con một Đức Chúa Trời. Nhưng có thể làm cái người biết được như vậy đó không phải là chiên của Ngài. Có rất nhiều người nói như vậy, ôi cảm ơn Chúa tôi biết Jesus Christ là con một Đức Chúa Trời, Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó là chiên của ông mục sư, chiên của ông linh mục, không phải là chiên của Đức Chúa Trời. Tất cả một bài giảng nào đó đều đưa người ta đến với Chúa. Chúa Giê-xu phán rằng khi ta được treo lên, ta sẽ kéo một người đến với ta. Mục sư không được kéo chiên đến với mình để được hưởng lương. Đó là sự đãi ngộ của Đức Chúa Trời công bình.
Nhưng mà chúng ta phải giảng để người ta đến với Đức Chúa Cha. Tất cả mọi người đều được đến với Đức Chúa Cha. Và bài giảng đó là đưa người ta đến với Đức Chúa Cha. Tất cả chúng ta cùng đến với Đức Chúa Cha. Lời của Chúa phải có nhiệm vụ đó. Ngọn hải đăng không bảo người ta đến với ngọn hải đăng. Ngọn đăng dựng ở tay mòn đá đó, chỉ người ta biết con đường phải đi đến cái bến an toàn. Là người tin Chúa cũng vậy. Bạn hãy nhìn vào tiêu chuẩn do chính Đức Chúa Jesus công bố để nhận biết mình thuộc về ai. Mác đoạn 16 câu 15 18 chép: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tin sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chưa độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đó là dấu chỉ bảo chứng của Chúa Giêsu cho những kẻ tin Ngài. Nếu ai đó trong chúng ta tin Chúa mà chưa được những điều này, đến nói với Chúa: bây giờ con đến, con xin Chúa làm điều đó cho con, xin điều đó được ứng nghiệm cho con, kẻ có lòng tin. Vật này Chúa và Chúa sẽ ban cho. Bạn có thể đang sinh hoạt trong một tổ chức gọi là hội thánh, nhưng bạn có biết tiêu chuẩn của hội thánh của Đức Chúa Christ có các dấu hiệu nào không? Đây là điều quan trọng. Năm 2001 tôi sang bên Michigan, hội thánh Baptist có nói tiếng mới. Tôi đến tôi nói là tôi cảm tạ Chúa vì đây là hội thánh Baptist có nói tiếng mới, tức là có sự tái sanh, có được thân hình cải trị. Tôi cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta thấy chung quanh vùng này rất nhiều nhà thờ Baptist này, Mennonite này, Pentecost này, Alliance Church này, nhiều lắm. Vậy thì hội thánh nào là hội thánh của Đấng Christ? Tiêu chuẩn nào để chúng ta biết rằng chúng ta là hội thánh của Đấng Christ? Sách nào trong Kinh Thánh nói đó là tiêu chuẩn của Đấng Christ? Nhưng mà lời của Chúa cho chép rõ cho ông ta hội thánh của Đấng Christ là gì rồi. Và tôi sang sang Niagara. Sau buổi giảng, mục sư Kha nói: Thành, đây là lần đầu tiên hội thánh Baptist đã được nghe một bài giảng trên 2 tiếng đồng hồ. Và đây là lần đầu tiên hội thánh Baptist đã được nhóm lại đến tận hơn 2 giờ. Cảm ơn Chúa. Vì hôm đó là ngày Chúa Nhật đầu tháng, có tiệc thánh. Ông nói trước với tôi là: Thành, hôm nay có tiệc thánh nên con giảng ngắn ngắn thôi. Thì tôi nói với ông: con sẽ làm điều tốt nhất, I try the best. Mà sau nói với ông: thứ ba tốt nhất là ba cho hội thánh hưởng tiệc thánh trước đi, rồi con mới chia sẻ. Và ông hiểu đó, ông cho hội thánh hưởng tiệc thánh trước, sau đó tôi giảng. Và lạ lùng 2 giờ 30 phút, người cuối cùng mới cùng chúng tôi ra khỏi cái nhà thờ đó. Người ta đứng chờ để được đặt tay bởi vì thánh linh thăm viếng cả hội thánh. Khi tôi giảng sách Niagara, họ là lần đầu tiên được nghe sự lạ lùng này. Tôi bảo đúng đấy. Vì quý vị đã cho rằng quý vị là người Mỹ, là nước Mỹ mới đem sự sáng đi khắp nơi. Đúng thật, Chúa đã dùng nước Mỹ để đem truyền giáo cho nhiều nước. Nhưng cuối cùng Chúa dùng nhiều nước, đặc biệt là Hàn Quốc, đem sự sáng lại cho nước Mỹ. Và bây giờ tôi là người Việt Nam, nói tiếng Anh còn rất là kém, đem sự sáng đến cho quý vị. Là bởi vì quý vị ngủ quên trong sự bình an. Quý vị không suy gẫm lời Chúa để không nhận biết được là thật của lời Đức Chúa Trời. Tôi nói ngày xưa cũng vậy. Khi chúng tôi đọc sách Nhã Ca, chúng tôi không dám đọc, không dám giảng. Là bởi vì sao mà khách Kinh Thánh là lời Đức Trời mà sao nó lại lãng mạn, xin lỗi, kỳ cục vậy. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa. Vì Chúa là Đức Trời ban cho người tình yêu, thì trong Ngài phải có tình yêu trước đã. Chính Ngài ban cho người ta tình cảm lãng mạn, thì Ngài phải lãng mạn chứ. Phải không nào? Như vậy đầu tiên này, toàn bộ 60 sách trong Kinh Thánh đó phải có giá trị, đều bày tỏ sự cứu rỗi của Đức Trời cho loài người, thì không loại trừ sách Nhã Ca. Và khi Chúa mở trí tôi dạn dĩ tôi giảng. Và đến bây giờ nó còn, nếu mà tôi viết sách Nhã Ca lần thứ hai này nữa, thì nó phải gấp 3 lần dày hơn nữa, bởi Chúa mở trí nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 phần B đến 27 chép: Như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội thánh nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúa Giêsu đến để dùng chính huyết Ngài làm giáo chủ chúng ta, và thánh linh của Ngài đến để chúng ta biết lẽ thật. Khi chúng ta tôn cao luật pháp Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ ban lẽ thật cho người ta. Và nhớ lẽ thật đó mà chúng ta được nên thánh. Không phải là làm theo luật pháp mà được nên thánh. Nhiều người làm theo luật pháp vì sợ chết. Cố gắng bên ngoài là làm theo luật pháp đấy. Nhìn thủ tục bên ngoài là đúng như lần thân là toàn là pháp cả, nhưng mà trong lòng ta đầy dẫy sự cay đắng. Người phá đất sĩ từng làm điều đó. Bạn đã nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh chưa? Bạn đã vào được nước Đức Chúa Trời chưa? Bạn đã nói tiếng mới chưa? Bạn đã nhận được biết lẽ thật chưa? Thân thể xác thịt của bạn đã được cứu chuộc ra khỏi sự xả của luật pháp chưa? Bạn đã nghe được tiếng Chúa phán và đã nhận được các ân tứ của Ngài chưa?
Bạn đã kinh nghiệm được sự chữa lành bằng quyền phép của Đức Thánh Linh trên thân thể của bạn chưa? Bạn đã kinh nghiệm được quyền phép của Đức Thánh Linh giải cứu bạn ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết chưa? Bạn đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt vào trong các của lời Ngài chưa? Vì lời Chúa có chép: lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của Ngài, của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 11 đến 16. Đây là sự mỗi người chúng ta phải trắc nghiệm cho chính mình và đừng để cho bất cứ một con người nào xác thịt nào dắt chúng ta ra khỏi lời đã chép trong Kinh Thánh. Nếu mỗi người chúng ta không trả lời được câu này thì người đó chưa thật sự là chiên của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đang là chiên của tổ chức hay của con nào đó, con người nào đó mà thôi. Đây là lời Chúa phán cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa về lời của Chúa ban cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tala sonde du kolibu pre ta sali kolime ta sonde du kolibu pre. Isana tale du kolibu papa sonde di Hallelujah. Isana tale kolima ta sata sonde kolima ta sali o roma sare. Isana du kolima ta sonde du kolibu ala kolima sata iu kolima ta de. Sale tu rubu papa ta sali ala kolima ta sali ne kara di. Sanda rukunamat santa olotu sababla iki el suromon pre satari ala karamatare ya sala takla karama pangsori kri ora bo sandre kri mata seri yo tabidi. Hallelujah. Mọi người đặt tay phải của mình trên đầu của mình giờ này. Lạy Chúa Thánh Linh, Chúa con dâng lời cảm tạ ơn Ngài. Vì Ngài là Đức Trời quyền oai, là Cha đời đời Chúa bình an của chúng con. Ngài là vua của muôn vua, Ngài là Chúa của muôn Chúa. Và là Ngài Cha của chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời hàng sống của Chúa đã ban cho chúng con buổi sáng hôm nay. Cũng như Ngài đã từng ban cho của chúng con ngay từ trước sang thế. Ngài đã sẵn sàng cho lời của chúng con rồi. Và đến khi đã định thì Ngài ban luật pháp của Ngài cho dân được xem tại núi Sinai. Rồi đến khi đã định, Chúa ban còn một ngày. Đến thế gian này là Đức Chúa Jesus Christ để bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự mầu nhiệm của trong lời của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì sự hy sinh của Ngài. Bởi tình yêu của Chúa đến thế gian này. Dù Ngài biết rằng người ta sẽ bắt bớ Ngài và đóng đinh Ngài và giết Ngài trên thập tự giá, nhưng Chúa vẫn đến. Ngài đến để bày tỏ cho chúng con biết sự hiểu biết Đức Chúa Cha sẽ quyết định sự sống đời đời cho chúng con. Nên Ngài đã đến để giải bày cha chúng con, không chỉ giảng mà thôi, mà dùng chính Ngài là một tấm gương, một sự mẫu mực của người làm theo lời Đức Trời, bởi đức tin thi hành luật pháp của Đức Trời. Và chính nhờ sự đó, ứng nghiệm lời của Chúa đã được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 18 câu 4 và câu 5 rằng: Ta là Jehovah Đức Trời các ngươi, các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta. Kẻ nào làm theo luật pháp ta sẽ nhờ nó mà được sống. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến và Ngài dạy các môn đồ của Chúa rằng chính Ngài đã vâng giữ các luật pháp của Đức Chúa Cha, các mệnh lệnh cùng các điều răn của Đức Chúa Cha và cứ ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Cha. Và chính nhờ quyền năng của lời Chúa ở trong Ngài nên Ngài đã vượt qua sự chết mà đến được sự sống đời đời. Ngài đã thắng sự chết và Chúa phán rằng nếu Ngài sống thì chúng con cũng sẽ sống. Ngài sống không phải bởi quyền năng siêu nhiên, nhưng Ngài sống bởi quyền năng trong lời hàng sống của Đức Chúa Trời, là luật pháp thánh khiết công bình mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, trước hết là qua Môi-se và nói thật qua Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa về sự giải bày cha cho chúng con một cách rất là tuyệt vời, sự sống nhiệm của sự hy sinh Ngài trên thập tự giá cùng sự sống lại của Ngài nữa. Và ngày hôm nay Ngài tiếp tục dạy chúng con rằng lời Chúa không hề qua đi. Ngài không hề qua đi, Ngài còn có mãi mãi, mà Ngài ở cùng chúng con luôn cho đến tận thế. Thánh Linh của Chúa đã đến trên đời thánh của Chúa, mà Ngài tiếp tục ở trong chúng con, ở cùng chúng con để dạy dỗ, để dạy chúng con. Cảm ơn Chúa vì giờ này chúng con đừng nghe lời của Chúa. Ngài muốn chúng con biết Ngài. Nếu chúng con xưng mình là cơ đốc nhân, xưng mình là chiên của Đức Chúa Jesus Christ, thì phải biết Đức Chúa Jesus Christ.
Cảm ơn Chúa, Ngài không giấu chúng con, Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng con và lời sống của Chúa nữa, và chính Thánh Linh Ngài dắt chúng con vào trong các lời mầu nhiệm đó để chúng con nhận biết Ngài. Lạy Chúa, xin mở trí cho sự của Chúa giờ này. Tất cả mọi chúng con đặt tay trên đầu mình, xin Chúa chúc phước cho tâm trí của chúng con, để tâm trí của chúng con được đổi mới ra, để khi chúng con nhìn vào luật pháp văn tự Đức Trời thì ngay lập tức chúng con nghĩ đến lẽ thật của luật của trời. Và Thánh Linh là đứng ở trong lòng con nhận biết điều đó, Ngài sẽ bày tỏ chúng con, chính Ngài sẽ dắt chúng con từng người một vào trong các phòng của Ngài, đến chúng con được hiểu biết sự mầu nhiệm về chính Ngài. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa hứa là lời của đấng thành tín, chúng con tin quyết ở đó, xin Chúa làm thành điều đó cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa ban cho chúng con cách dư dật. Cảm ơn Chúa, Ngài không bắt tội chúng con luôn luôn. Ngài không đã chúng con theo tổ lỗi chúng con, nhưng Ngài đã chúng con tùy theo sự nhân từ hàng còn đến đời đời của Ngài. Bởi cái đó chúng con cảm ơn Chúa. Bởi cơ lòng nhân từ của Chúa, chúng con được sống trước mặt Chúa. Vì thì giờ này, thì Chúa chạm lòng mỗi người chúng con, ban ơn cho chúng con, mở trí cho chúng con và sức dầu cho tâm linh chúng con. Để đấy ở trước mặt Chúa, xin nhớ ơn của Chúa mà hiểu biết Ngài. Hiểu biết Ngài không phải bởi lời văn tự của con người nào, nhưng bởi chính lời của Đức Chúa Trời và chính sự bày tỏ của chính Đức Thánh Linh Ngài. Dùng con nhận biết Ngài, nhận biết Ngài qua sự chúng con làm theo luật pháp của Chúa và sự báo trả của Chúa cách công bình trên chúng con. Nhận biết Chúa Trời qua sự mặc bảo của Chúa, sự mặc khải của Chúa, sự dẫn dắt, sự ban ơn, sự trực phước của Chúa trên cuộc đời của chúng con, trên cái quyền phép của sự chữa lành, sự phục hồi và sự ban phước mà Chúa đã làm cho chúng con. Mà chúng con nhận biết Chúa, cảm ơn Chúa, đấng thành tín, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài mở miệng chúng con, chúng con nói lời của Chúa. Ngài mở tai chúng con để nhận biết lời của Ngài và cũng mở miệng chúng con để chấp nhận lời của Chúa và cầu nguyện tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, xin ban lời của Ngài cho chúng con, xin ban cho con sự hiểu biết, xin ban cho con sự thông sáng, sự khôn ngoan để nhận biết Ngài và thần linh của sự kính nhờ Chúa ở trong chúng con, để chúng con nhận biết Chúa luôn luôn. Trong bất cứ công việc nào, chúng con đều nhờ biết Ngài để Ngài chỉ dẫn các nẻo của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài làm mẫu mực cho chúng con. Chúa biết chúng con rõ tất cả, nên Ngài đã biết thời kỳ nào, lúc nào, giờ nào chúng con được nghe những bài này. Cảm ơn Chúa đã đấng khôn ngoan và vô lận. Xin Chúa chúng con nhận biết Ngài, luôn luôn nhận biết Ngài. Cảm ơn Chúa, không phải chờ đến khi chúng con vào trong thiên đàng mới biết Ngài, nhưng Ngài cho chúng con biết Ngài ngay trên đất này. Lạy Chúa, xin làm thành công việc của Ngài, khi làm chuộc chúng con lại cho Ngài, vì chúng con là sản nghiệp Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Thánh Linh, cảm ơn Chúa về sự ban phước của Ngài đối với thánh của Chúa. Xin Chúa cũng cho các hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi cũng biết là thật nữa. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Isana karamata yo koromasati do koromata seri yaluturi mapre tan seri di ila karamata santori yo koromasata yo koromasare isana do lolo burra mata sare kiri ala tale olo padeli ila karima santo kori ala busa la bu papre i kiri ala mata sonoro i ala kiri ala tan sore isana la yala. Hallelujah. Con tin để con nói. Con tiếp nhận lời của Chúa, con tiếp nhận ơn của Ngài ban cho con tiếp nhận sự thăm viếng của Chúa trên đời sống của con. Chúa mở trí cho con, Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng, con tiếp nhận điều đó. Chúa ban cho con sự thông sáng để nhận đi Ngài, con tiếp nhận điều đó. Chúa ban cho con sự hiểu biết, sự khôn ngoan thông sáng, sự yêu mến Chúa, con tiếp nhận điều đó. Chúa ban cho con năng lực, con tiếp nhận điều đó. Chúa ban cho con sự tốt lành, con tiếp nhận điều đó. Chúa ban cho con tất cả ân thứ Ngài, con tiếp nhận điều đó. Để thờ phượng Ngài, để hồi việc Ngài. Cảm ơn Chúa. Dân sự của Chúa đang ở trước mặt Chúa, xin Chúa ban cho dân sự của Ngài sự hiểu biết Ngài. Hallelujah. Ya karamasana, ya karamatari koramasare ikarada, ya santo koramata, ya santo koramata solo koramatari, ya sana turumatare ikariara, ya sana koramasare. Hallelujah. Yesana kurumatare, yesontore motore, yesana kurumasare, yekaramasonto kurumatare. Con tin lời con nói, hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa ban cho con ân điển của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài chữa lành con cảm ơn Chúa vì Ngài phục hồi sức lực cho con cảm ơn Chúa vì Ngài giải cứu con cảm ơn Chúa vì Ngài bảo vệ con cảm ơn Chúa vì Ngài ban phước cho con cảm ơn Ngài vì tất cả mọi sự Ngài bày tỏ cho con nhận lấy nữa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa giúp chúng con tôn cao tiêu chuẩn của lời Chúa trên cuộc đời của chúng con. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đấng cứu chuộc chúng con. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục làm vững ngôi việc ở tay Ngài trên hội thánh của Chúa. Và bác ơn cho hội thánh của Ngài. Gia tăng sự hiểu biết về lời Chúa. Gia tăng bày truyền. Còn cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh,
nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, linh hiển được thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Cảm ơn Chúa vì Ngài chúc phước cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài chúc phước cho con. Cảm ơn Chúa vì Ngài chúc phước cho con. Con cảm ơn Ngài vì Chúa luôn ở cùng. Cảm ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt yêu thương. Cảm ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt yêu thương. Cảm ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt yêu thương. Con cảm ơn Ngài vì Chúa luôn ở cùng. Con cảm ơn Ngài vì Chúa luôn ở cùng. Hallelujah. Hallelujah. Cầu xin Giê-hô-va Đức Trời hàng sống soi sáng bằng Ngài trên hết thảy mọi người chúng con trong ngôi thánh của Ngài. Vì sự sáng của Chúa làm sống lại tâm linh chúng con và khiến chúng con được sống trước mặt Ngài. Nguyện xin Giê-hô-va Đức Trời sống ban phước cho dân sự Ngài, là dân gọi bằng danh Ngài và yêu mến luật pháp của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha trong quyền dư dật của Đức Chúa Jesus Christ cùng sự cai trị, sự lãnh đạo, sự sửa soạn, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trên hội thánh của Ngài từ nay cho đến khi chúng con được trở về thiên đàng với Ngài. Amen. Xin Chúa ban phước cho thánh. Hallelujah.